Hello, chào các bác, quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì em lại cập nhật các cái mã hàng bên em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đó, bên shop về ngập tràn các mã hàng để phục vụ các bác. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship, cân nhắc trước khi mua hàng, bên em ship code toàn quốc luôn. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Ngày hôm nay thì em sẽ lên cho các bác một số các cái mã dao bán rời từng chiếc, từng con một ở bên em. Đấy. Đầu tiên thì em lên cho các bác cái con dao gọt thai các bác này. Đấy, các bác lên cho em là dao gọt thai. Con này thì hàng của thương hiệu Wattbo. Đó. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, đây, một con dao gọt thai như này. Siêu bén luôn. Đấy, con này có thể dọc được cái giấy bóng dai này là các bác biết rồi này. Đấy, tức là nó dòng nó rất là bén luôn. Wattbo Japan con này. Đó. Con này thì chiều dài của nó là 20 cm và con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000 nhá, 80.000. Đó. Các bác lên cho em là dao gọt thai, giá sẽ là 80k. Đó. Lên mã giúp cho em đó là dao gọt thai này, đó, gọt thai. Giá sẽ là 80k cho một con dao gọt thai như này nhá, 80.000 này. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con dao gọt của Đức nhá. Đấy. Con dao gọt của Đức này. Dao gọt của đây. Con này thì các bác lên cho em đó là, theo thì bên shop về cho bác cái con dao gọt của Nhật các bác nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là dòng 3 chấm như này. Nên các bác lên cho em là gọt 3 chấm nhá, gọt 3 chấm. Giá thì sẽ là 70k. Con này thì nó cũng tương tự như con gọt của Đức thôi, nhưng mà con gọt Đức thì em hết mất rồi. Đấy, cho nên các bác lên cho em đó là dao gọt 3 chấm nhá. Đấy. Gọt 3 chấm này, giá sẽ là 70k. Nó cũng bằng con dao gọt của Đức nhá. Thì các bác có thể lấy con này cũng được. Con này thì nó sẽ dài hơn cái con gọt thai này một chút này, dài hơn con gọt thai này một chút. Đây, nó sẽ như này. Thì các bác muốn lấy con nào thì lấy, tùy theo các bác thôi. Con này thì sẽ là 80.000. Đấy, con gọt 2 này thì sẽ là 80.000. Còn con gọt 3 chấm này thì giá của nó sẽ là 70.000 thôi. Gọt 3 chấm này của nó sẽ là 70.000. Hàng made in Japan. Đó. Con này thì cũng siêu bén luôn các bác. Đấy, rất là bén luôn các bác này. Đó, đây. Rất bén luôn các bác theo. Đó. Rất là bén luôn các bác nhá. Đấy, dao rất là bén luôn. Và cái giá thì rất hợp lý, chỉ có 70.000 thôi. 70.000 cho con gọt 3 chấm như này. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con dao con dao chặt hoa này. Đấy, chặt hoa thì em chỉ còn một con thôi. Con này bao nhiêu đấy? 150.000 à? Con này là các bác lên cho em là dao chặt hoa nhá. Con này thì nặng khoảng 3-4 lạng, em đang bán là 150.000. Thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 130k nhá. Đấy, chặt hoa 130k này. Đấy, 130.000 cho con dao chặt hoa như này. Đó, con này thì ra lấy cho anh cái thước đây xem. Chiều dài của nó thì nó sẽ vào khoảng là nguyên cái phần lưỡi này vào khoảng là 20 cm, phần cán này là 10 cm là 30 cm nhé, tầm khoảng 30 cm. Đó, 30 trên 30 cm một chút. Con này thì dùng để chuyên để thái chặt rất là ngon luôn. Đấy, chặt nhẹ cái thứ rất là ok. Đây, em chỉ có một con thôi, còn có một con thôi. Thanh lý nốt cho các bác cái giá đó là 130.000. Đây. Đấy, dài 30 cm luôn. Đấy, lưỡi gần 20 cm. Lên cho em là chặt hoa nhá. Thanh lý nốt một con 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái con dao đó là con dao các bác lên cho em là dao chặt đứt nhá, dao chặt đứt. Con này thì nó cũng vào khoảng là 4-5 lạng. Đấy, 4-5 lạng. Dòng dao thì cực kỳ là đầm dao luôn. Đây, hàng made in Germany này. Đó. Giá sẽ là 150.000 nhá. 150.000 cho con dao chặt đứt như này. Siêu bén luôn các bác này. Đấy. Con này thì khoảng 4-5 lạng. Con này thì các bác chặt gà, chặt cá, chặt xương trâu, xương bò, thực phẩm thức ăn thoải mái luôn. Đấy, hàng liền thân nhá, cực kỳ dày dẫn chắc chắn, chuyên dùng để băm chặt thoải mái luôn các bác nhá. Đấy. Con này thì đầm dao lắm, các bác chặt thoải mái luôn các bác. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là chặt đứt nhá, chặt đứt. Con này thì giá sẽ là 150.000. Đấy. 150.000 cho một con dao chặt đứt như này, giá sẽ 150k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái con dao đó là cái con dao cai các bác này, dao cai. Con này thì sẽ là 120.000 cho một con dao cai như này các bác này. Đấy. Nó sẽ là dòng dao thái các bác, một cái dòng dao thái này. Dao thái như này các bác này. Lên mã giúp cho em là dao cai nhá. Giá sẽ là 120.000 thôi, 120.000. Con này thì cái phần lưỡi của nó thì sẽ là 17 cm và tổng thể chiều dài là 30 cm này. Đấy, lưỡi 17 cm. Và bản của lưỡi là 5,5 cm. Giá thì sẽ là 120.000 nhá. Đấy, 120.000. Dao thì rất là bén các bác này. Đấy, đây. Dao thì nó cũng là dòng dao siêu bén này các bác nhá, dòng dao siêu bén rồi. Con này chuyên để thái này, hàng của thương hiệu Kai đây. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là dao cai nhá. Con này sẽ là 120.000 cho con dao cai như này. Tiếp theo thì bên shop về thì các bác cái sản phẩm đó là cái con dao thái lỗ này. Đấy. Con dao thái lỗ thì nó cũng tương đương như con dao cai thôi, nhưng bản nó to hơn một chút. Đấy.
Con này thì sẽ là 125.000 nhá. 125.000. Đấy, dòng rất là bén luôn các bạn này, rất là bén luôn nhá. Các bạn theo, rất bén luôn. Đó. Con này thì phần lưỡi của nó sẽ là 18 19 cm, lưỡi 19 cm. Bản của lưỡi là 7 cm và chiều dài của nó cũng là 30. Đấy. Thì con dao cai và con dao thái lỗ này thì nó tương đương nhau. Đó, tương đương nhau như này. Con cai này thì sẽ là 120.000 và con thái lỗ này là 125.000. Đây. Đấy, hai con đều là cán gỗ hết nhá. Đó, thì các bác muốn lấy con nào thì lấy thôi. Con dao thái lỗ này, đây nó có cái lỗ này, em gọi nó là thái lỗ, sẽ là 125.000. Còn dao cai này là 120.000. Đấy, tùy theo các bác muốn lấy con nào thì lấy. Giá thì cũng na ná như nhau, nó lệch nhau một chút nhưng mà kiểu giá nó khác nhau. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái con dao, đó là con dao con này là con gì nhỉ? Dao Thái Đức nhá. Đấy, con này thì hàng của thương hiệu Winling của Đức này, Made in Germany này. Đấy. Con này của nó thì chiều dài của nó khá là dài luôn. Đây. Dao cũng rất là bén. Con này thì các bác có thể dùng để băm thái chặt băm thái rồi phi lê đều được hết nhá. Nó rất là bén luôn. Đây. Chiều dài của dao là lên tới 38 cm các bạn, 38 39 cm. Rất là dài luôn, 38 39 cm. Phần bản lưỡi rộng nhất là 4 cm rưỡi và chiều dài của lưỡi là 24 cm. Con này các bác dùng để bổ dưa hấu này. Đấy, bổ dưa hấu rồi thái rau này, lọc này, phi lê này, rồi nói chung là gọt hoa quả các kiểu con này đều được luôn. Đó, rất là dài. Con này thì các bác lên cho em đó là dao Thái Đức nhá. Dao Thái Đức bao nhiêu nhỉ? Dao Thái Đức nhá. Con này sẽ là 130.000 cho con dao Thái Đức này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là dao Thái Đức này. Dao Thái Đức giá sẽ là 130.000 nhá. 130.000 cho cái mã dao Thái Đức như này, 130.000. Tiếp theo thì bên shop còn mấy con dao lọc bao da nữa nhỉ. Đấy, dao lọc bao da. Con này bao nhiêu nhỉ? 130. Cũng 130.000 luôn nhá. Đấy, hàng thương hiệu Kai. Đấy, các bác lên cho em là dao lọc bao da, có phần tay cầm như này. Các bác có thể dùng để mình lọc này. Đấy, lướt dao rất là êm luôn. Giá thì sẽ là 130.000 cho một con dao lọc như này. Đấy, các bác lên cho em là dao lọc bao da. Giá sẽ là 130.000 nhá. 130.000 cho em dao lọc bao da như này. Em này thì cũng rất là bén luôn các bác này. Đấy, rất là bén luôn các bác thấy không? Đây. Rất bén luôn các bác, rất là bén luôn. Và mình của dao thì rất là dày ạ. Mình dao rất là dày, các bác dùng để thái lọc thì rất là đầm tay luôn. Và nó có một cái bao da như này, các bác dùng nó rất là tiện. Đấy, dùng xong mình bỏ bao da, các bác có thể đeo vào thắt lưng để mình đi rừng, đi phượt hoặc là sử dụng rất là ok. Lọc bao da nhá, lọc bao da. Giá sẽ là 130.000 này, 130.000. Bỏ cho anh cái con dao chặt một cân ra đây. Chặt một cân nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con dao chặt một cân nhá, dao chặt một cân. Con này cân nặng là 1 kg các, 1 kg. Con này thì hàng này của nó thì miễn chê rồi các bạn. Đấy, chặt sắt chặt chiếc đều ok hết nhá. Đấy, em rất là nhiều video chặt sắt rồi. Cân nặng của nó là 1 cân nhá. Đấy, các bác lên cho em là dao chặt 1 cân. Đấy. Dao 1 cân này. Dao chặt 1 cân nhá. Đấy, dao chặt 1 kg, giá sẽ là 230.000. 230.000 và bao ship tận nhà cho bác cho con dao chặt 1 cân này luôn. Đấy, cả hai con dao quát bồ nữa. Dao chặt 1 cân nhá. Con này nặng 1 cân. Đấy, hai con này nhọn bầu ấy. Con này thì chiều dài của nó sẽ là 33 cm, bản chiều cao là 11 cm và chiều rộng chiều dài của lưỡi là 21-22 cm, 22 cm các bạn. Đấy, con này dùng để băm thái chặt. Băm thái chặt thì rất là ok luôn. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em đó là dao chặt 1 cân nhá. Con này thì sẽ là 230.000. 230.000 cho con dao chặt 1 cân như này các bạn, 230.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là bộ ba dao cán gỗ này. Đấy. Bộ ba dao cán gỗ. Bộ ba dao cán gỗ cho các bác luôn thì ở đây nó sẽ có cho các bác là ba con dao. Đấy. Ba con dao như này. Giá sẽ là 260.000 cho ba con nhá. 260.000 cho ba con. Đấy. Thì các bác lên cho em là gọt gỗ này, đó. Gọt gỗ thì sẽ là 40.000 này. Đấy, thái gỗ sẽ là 80.000 và chặt gỗ thì sẽ là chặt gỗ sẽ là 180.000. Đấy, còn các bác mua lẻ như vậy, còn mua combo 3 con thì sẽ là 3 con sẽ là 260.000 và bao ship. Lên cho em là bộ 3 dao cán gỗ, bộ 3 dao cán gỗ nhá. Đấy, bộ 3 dao cán gỗ. Giá sẽ là 260.000. Đây. Đấy, nếu các bác mua cho em là combo là 3 con này. 3 con này thì sẽ là 260.000 các bác này. Đấy. Bao gồm một con chặt, con này từ 5 đến 7 lạng này. Đấy, một con thái, một con gọt. Combo cho các bác 3 con dao như này. Giá sẽ là 260.000, 260.000 các bác nhá. Đó. Dao thì siêu bén rồi các bác này. Đấy, dao thì rất là bén luôn các bác nhá. Đấy. Rất là bén luôn. Hàng của thương hiệu Seki Japan, hàng nội địa của Nhật các bác này. Đấy, Japan các bác này. Đó.
Con này sẽ là 40.000 nhá. 40.000. Lên cho em là dao gọt gỗ. Con này sẽ là 40k này các này. 40.000 cho con dao gọt gỗ này các bác này. Đấy. Tiếp theo là con này sẽ là con thái gỗ này. Đấy. Con thái gỗ các bác này. Đấy, rất là bén luôn các bác nhá. Đấy. Đây, thái gỗ này, rất là bén luôn. Seki Japan. Con này thì sẽ là 80.000 nhá. 80k. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là thái gỗ 80.000. Đấy. Lên cho em là thái gỗ này. Thái gỗ giá sẽ là 80k. Đó. Tiếp theo thì một em nữa. Em này nó sẽ là em chặt gỗ, hàng made in Japan này. Đấy. Lên cho em là chặt gỗ nhá. Đó, chặt gỗ. Giá sẽ là 180k. 180.000. Mua lẻ thì như vậy, còn mua combo 3 con như này thì giá chỉ có 260.000 thôi. Đấy. Lên cho em là bộ 3 dao cán gỗ này, hàng của thương hiệu Seki Japan. Cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Mua 3 con 260.000, mua lẻ con chặt 180, con thái là 80.000. Đấy, con gọt. Đây, hàng thương hiệu Seki Japan này, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là con dao. Các bác lên cho em đó là dao, con này là cái gì? Dao vuông nhá. Đấy, con này thì hàng của thương hiệu Wattbo này, hàng thương hiệu Wattbo đây. Đấy, cùng với con dao gọt 2 đấy. Thì các bác lên cho em là thái vuông nhá, thái vuông. Đó, thái vuông. Nó có cái đầu hình vuông như này thì lên cho em là thái vuông nhá. Con này thì sẽ là 180.000 này. 180.000 cho con dao thái vuông như này. Đấy. Còn tiếp theo thì bên shop có cái con dao thái nhọn này. Đấy. Con này thì nó sẽ là nhọn như này các bác này. Đấy. Hai con thép trắng của thương hiệu Wattbo, thép trắng không gì nhá. Con này lên mã giúp cho em đó là thái nhọn này. Đấy, thái nhọn. Con này thì lưỡi nó nhọn, cái mỏ nó nhọn như này. Đấy, dọc giấy thì dòng này thì không phải bàn rồi. Dọc giấy thì siêu bén luôn các bác này. Đấy, dọc giấy rất là bén luôn. Đó các bác thấy không? Đấy. Thì lên mã giúp cho em đó là dao thái vuông và thái nhọn nhá. Thái vuông và thái nhọn. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Con thái vuông này thì sẽ là 180 và con thái nhọn này là 175, và mua hai con này thì em tính cho các bác là 350.000 và bao ship nhá. 350.000 và bao ship cho bác luôn. Đó. Con này thì nó sẽ là mũi nhọn. Đấy, thì lên cho em con này nó sẽ là thái nhọn này. Đó. Con dao thái nhọn giá sẽ là 175k. Đó, 175.000. Đó. Còn tiếp theo là con dao thái vuông nhá. Đấy, con này là lưỡi nó vuông cho nên bên em gọi nó là thái vuông nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là dao thái vuông này. Thái vuông giá sẽ là 180k. Đấy, 180.000 cho con dao thái vuông như này. Đó, mua hai con là 350. Ngoài ra thì bên shop có cho bác một mã đó là con dao chặt. Con này các bác lên cho em là dao G49 nhá. Đấy, lên cho em là dao G49. Cũng của thương hiệu Wattbo luôn, thì các bác có thể mua combo hai con thái này và một con chặt như này. Con này thì tầm khoảng 3 đến 4 lạng thôi, nhưng mà vừa đầm tay lắm, đầm tay rất là ngon lành. Đấy. Thì con này kích thước của nó thì chiều dài của nó sẽ là 29. Bản của nó là dày là cao là 9 cm và chiều rộng của lưỡi, chiều dài của lưỡi là 17 cm. Đấy. Dòng này thì nó cũng là một cái dòng gọi là siêu bén rồi các bạn này. Đấy. Có thể là con này vừa thái vừa chặt được nhá. Vừa thái vừa chặt được, rất là bén luôn con này. Đấy. Vừa thái vừa chặt rất là ok. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000. Lên cho em là dao G49. Giờ G49 giá sẽ là 150k. Đúng không? Lên cho em là dao G49 nhá. Dao G49 150k. Hàng của thương hiệu Wattbo. Rồi, ok các bác. Các cái mã dao của bên em. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên em lại cập nhật các mã hàng đồ kim khí rất là đẹp để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Đấy thì vít cân ký bên shop lại về nhá. Rồi thước rút tự hãm này. Đấy, thước rút tự hãm hàng nội địa của Nhật lại về số lượng cho anh em và các bác luôn. Rồi kìm đa năng, đá cắt các thứ lại về đầy shop để phục vụ anh em nhé. Anh em xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên vẫn là vít cân ký bác nhá. Đấy, thì đây là các cái loại vít của bên em này. Thì bên em khi mà bên em gửi cho các bác thì sẽ là đầy đủ cho các bác luôn, to nhỏ lớn bé mẹ con. Dẹt múi đều đủ cả cho các bác nhá. Đấy, cơ bản nó sẽ là như này các bác này. Đấy. Cơ bản nó sẽ là như này để cho các bác lựa chọn này. Đấy. Thì bên em sẽ gửi theo theo combo. Đấy, thì một mớ của nó bên em sẽ bán theo cân. Đấy, một cân của nó thì vào khoảng từ 7 đến 10 chiếc nhá. Đấy.
một cân của nó thì khoảng từ 7 đến 10 chiếc các bạn. Đấy, đây, một cân của nó đây này. Đấy. Một cân của nó thì khá là nhiều luôn. Đấy, một cân của nó đây. To nhỏ lớn bé mẹ con đầy đủ cả các số hotline của bên em, các bác có thể liên hệ nhé. Đấy. Đây các bạn. Đấy. Một cân của nó này. Đấy. Từ 7 đến 10 cái nhá. Hàng vít bãi Nhật cực kỳ là đẹp cho anh em luôn. Đó, từ 7 đến 10 chiếc cho anh em. Đó, rất là nhiều luôn. Thì bên shop sẽ bốc ngẫu nhiên thôi các bác nhé. Có những cái nó sẽ thi thoảng có những cái đơn thì nó sẽ có những cái to này thì các bác thông cảm thôi. Tại vì là hàng bãi thì các bác thông cảm, tại vì nó sẽ có những cái to cái nhỏ nhưng mà đầy đủ combo cho các bác luôn. Một cân như này. Đấy. Một cân này thì giá chỉ có 110.000 thôi. 110.000 cho một cân như này các bác nhé. Đấy, 110.000 cho một cân như này. To nhỏ lớn bé đầy đủ cho các bác luôn nhá. Đấy đây các bác này. Đấy. 110.000 cho một cân như này đây, một cân như các bác này. Đấy. Sẽ có cái to, cái nhỏ, cái lớn, cái bé, cái mẹ, cái con. Đấy, tại vì các bác thông cảm, tại vì là hàng cân ký thì không thể tránh khỏi được các bác nhá. Đấy. Hàng cân ký thì cũng không thể tránh khỏi được. Đó. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là vít cân ký nhá. Đấy, vít cân ký. Các bác lên cho em đó là vít cân nhá. Đấy, vít cân này. Đó. Vít cân thì một cân của nó 1 kg sẽ là 110k nhá, 110.000. 110.000 cho 1 kg. Và các bác mua 0,5 kg thì giá của nó sẽ là 60k nhá, 60.000. Đấy, 60.000 cho nửa cân và một cân là 110.000 nhá. Một cân là 110.000, giá cực kỳ tốt cho các bác luôn. Đấy, thì hàng như trên video em đã gửi tới các bác nhé. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là đá cắt sắt inox nhá. Đấy, đây các bác lên cho em là lưỡi cắt sắt inox. Một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là một hộp này của nó sẽ là 100 lưỡi nhá. Một hộp này là 100 lưỡi. Hàng thì của thương hiệu Guda của Nhật này. Đấy, hàng thương hiệu Guda của Nhật đây. Đấy, hàng thương hiệu Guda của Nhật. Dòng này thì nó sẽ là một dòng lưỡi cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Một dòng lưỡi cực kỳ chất lượng, mà cái giá thì bên shop cũng đang phân phối gửi tới quý các bác anh chị cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đây. Đấy, đây là cái thông số của nó các bác này, thông số của nó này. Đấy. 107 nhân với lại 1.2 nhân với 16 mm nhá. Đấy. Hàng của thương hiệu Guda nhá. Đây các bác này. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó, hàng này thì mên lưỡi rất là dày nhá. Mên lưỡi rất là dày thì khi mà các bác sử dụng thì cực kỳ là tuyệt vời luôn. Đó, mên lưỡi rất là dày, khi các bác sử dụng thì không lo bị gọi là vỡ, và vỡ thì nó không sợ bị nó bắn vào mặt nha, tại vì cái mên lưỡi nó dày thì vỡ nó chỉ mủn thôi. Đó, cho nên các bác dùng cực kỳ yên tâm luôn. Hàng thương hiệu Guda, 107 x 1.2 nhân với lại 16 mm nhá. Con này thì các bác lên giá giúp cho em đó là lưỡi cắt sắt inox nhá, lưỡi cắt sắt inox. Thì bên shop sẽ bán theo combo. Đấy, bên shop sẽ bán theo combo từ 5 cái trở lên. 5 cái là bằng 35.000 nhá. Đấy. 5 cái. 5 cái là 35k. Đấy, 5 cái 35.000. Bên em bán thấp nhất là 5 lưỡi là 35.000 nhá. Đấy. Còn một cái vỉ này của nó này. Đấy, một cái vỉ này của nó là 25 lưỡi này. 25 lưỡi thì sẽ là 130.000. 25 lưỡi là 130k nhá. 130k. Đó. Còn các bác mua 100 lưỡi, 100 lưỡi thì mua 50 lưỡi, 100 thì sẽ là 380 nhá. 380k. 100 lưỡi là 380.000, còn mua 50 lưỡi thì sẽ là 230.000. 230.000. Đó. 50 lưỡi thì sẽ là 230.000. Đấy, 100 lưỡi thì sẽ là 380.000, còn 25 lưỡi là 130. Đấy, thì nếu như các bác mua 2 dây như này, 2 dây như này là 50 lưỡi này. 2 dây này là 50 lưỡi thì sẽ là 230.000 nhá. 50 lưỡi thì sẽ là bằng 230k. Đó, và bao ship cho các bác luôn. Còn mua một vỉ như này thì sẽ là 25 lưỡi là 130.000 nhá, 130.000. Còn bán lẻ thì bên em bán từ 5 lưỡi trở lên. Đấy, không bán dưới 5 lưỡi nhá. Còn các bác mua cả hộp như này, cả hộp như này là 100 lưỡi này. Đấy, 100 lưỡi. Giá thì sẽ là 380k nhá. 380.000 cho 100 lưỡi. Đấy. Dòng này thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó, đây, chất lượng nhá. Mên lưỡi dày cắt cực là ngon luôn. Đá thì nó sẽ chia ra làm 3 phân khúc nhá. Đá đỏ này, đá vàng này và đá xanh. Đá xanh là rẻ nhất và đá đỏ là đắt nhất các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là cái dòng thước rút tự hãm nhá. Đấy, thước rút tự hãm thì bên shop lại về số lượng cho các bác. Nó sẽ có cho các bác là dòng 5m, 7m rưỡi và 10m nhá. 5m, 7m rưỡi và 10m. Đấy, 5m, 7m rưỡi và 10m. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đây. 5m, 7m rưỡi và 10m này. Đấy. Đây, đây cái này là 10m này. Cái này là 7m rưỡi này. Và cái này là 5m này. Đấy, và cái này là 5m này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đấy, giá rất là tốt luôn.
Lên mã giúp cho em đó là thước rút tự hãm nhá. Hàng nội địa của Nhật này, Japan quá này. Đấy. Dòng này ưu điểm của nó là nó thiết kế rất là thông minh luôn. Đấy, người Nhật người ta thiết kế cái gì nó cũng rất là thông minh. Đấy, rút ra nó tự hãm, còn các bác thả này nó lại vào này. Đấy, rút ra nó tự hãm này. Thì khi mình đo đạc nó rất là tiện nhá. Đấy, đo đạc rất là tiện luôn. Bản lưỡi thì rất là to nhá. Đấy. Đấy, các bác cứ xả này là nó vào này, rất là tiện nhá. Thì khi mà các bác sử dụng nó tiện lắm. Đấy, các bác thấy không? Đây. Đấy, rút ra nó vào này, rất là tiện luôn. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá đó là theo từng loại các bác nhé, theo từng loại cho các bác luôn. Đấy, theo từng loại cho các bác luôn. Đó, giá rất là tốt cho các bác luôn. Thì nó sẽ có theo loại như sau. 5m này, 5m thì sẽ là bằng 40k này. Đấy, 5m bằng 40.000. 5m là 40.000 nhá. Đấy. 7,5m này, 7,5m thì sẽ là 50k nhá, 50k. Đấy, và 10m thì sẽ là 60k. Đấy, giá rất hợp lý này. Chỉ lệch nhau có 10.000 thôi. Đấy, 5m là 40.000, 7,5m là 50.000 và 10m là 60.000 nhá. Đấy, đây. 5m này. Đấy, còn 5m các bác nhá. Đấy, còn 5m này. Đấy. 5m này sẽ là 40.000 nhá, 40.000 này. 7,5m này sẽ là 50.000 này. 50.000 cho một cái thước rút như này. Đấy, các bác chả đi đâu mà mua được cái thước giá hợp lý này đâu. 10m này, giá chỉ có 60.000 cho cái thước 10m này thôi nhá. 60.000 nhá. Đấy. Rất hợp lý cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái mẫu kìm đó là con này thì nó về thì nó sẽ là về ba màu như này, nhưng mà bên em lên tên nó thì sẽ là kìm đỏ nhá. Đấy. Về thì nó sẽ là về ba màu, nhưng mà bên em lên tên thì vẫn lên tên là kìm đỏ nhá, kìm đỏ. Đấy. Thì ở đây nó sẽ ba màu như này, nhưng mà bên shop sẽ lên tên nó là kìm đỏ nhá. Đấy, kìm đỏ đa năng. Đấy, đây nó sẽ là một con kìm đa năng rất là tiện luôn. Đấy. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 100k thôi. Ở đây thì nó sẽ là thép CRV, hàng nội địa của Nhật nhá. Đấy, hàng nội địa của Nhật đây, chữ Nhật đây các bác này. Đấy. Hàng nội địa của Nhật, chữ Nhật hết nhá. Và ở đây nó sẽ có cho các bác là một là tuốt dây này, hai là bấm cốt này, ba là cắt dây này, bốn là xoắn ốc này, đấy, năm là vặn này. Đấy, và sáu là xoắn dây buộc dây này, rất là tiện cho các bác luôn. Một con kìm đa năng. Đấy, có tới 5 6 chức năng như này, và lò xo chữ V nhá. Luôn luôn là trạng thái đẩy ra như này thì các bác dùng nó rất là sướng, không cần phải lấy tay để đẩy mà mình chỉ cần bóp vào này thôi, còn tự nó đẩy ra. Đó, và đây nó sẽ là một con kìm đa di năng cực kỳ tiện lợi cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá cực kỳ là yêu thương luôn. Lên mã giúp cho em đó là kìm đỏ nhá. Đấy, nó về ba màu nhưng bên em lên nó là kìm đỏ. Kìm đỏ, giá sẽ là 100k thôi. 100k cho một con kìm đỏ như này nhá. Đấy. Đây, nó sẽ có ba màu như này, nhưng mà em lên tên thì tên nó là kìm đỏ. Và cái giá thì sẽ là 100.000 cho một chiếc như này. Khi bên em gửi thì sẽ là gửi màu ngẫu nhiên cho các bác luôn. Đấy, gửi màu ngẫu nhiên cho các bác luôn nhá. 100k trong chiếc này thôi. Con này thì siêu tiện dụng để cho các bác sử dụng luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang trân trọng gửi tới quý các bác anh chị cái giá cực kỳ là ưu đãi luôn. Đó. Thì các bác mua hàng thì có thể liên hệ tới các số hotline của bên em đây các bác nhá. Đấy, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship, và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Hello các bác nhá. Hôm nay thì Phạm Bốn lại tiếp tục chương trình quay trở lại giới thiệu các bác các cái mã hàng bên em. Lưu ý các bác thì đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Hôm nay thì bên shop về ngập tràn các cái mã đồ kim khí để lên trân trọng gửi tới các bác, cũng là khai xuân đầu năm luôn. Chúc các bác một năm mới an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe, thành công trên bước đường học tập như công tác của mình. Đây là các cái số hotline của bên em, các bác có thể liên hệ này. Em lên cho các bác một số cái mã khò ga này. Khò ga thì bên shop sẽ có cho các bác là 3 mẫu này. Đấy, đầu tiên nó sẽ là có 3 mẫu cơ bản như này. Đó, 3 mẫu cơ bản các bác nhá. Đây nó sẽ là 3 mẫu khò ga của bên em này. Thì đầu tiên này em lên cho các bác cái khò ga đồng này. Con này thì về nhà các bác phải mồi, nó không tự động đánh lửa. Nhưng mà con này thì nó là dòng khò ga đúc, cho nên là nó rất là chắc và nó bằng đồng hết. Đúc rất chắc chắn luôn đó. Và con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90k cho một con khò ga đồng như này nha. 90k đó, lên mã giúp cho em là khò ga đồng, 90.000 một chiếc như này. Đấy, tiếp theo là bên em về cho bác cái khò ga trắng này. Đấy, khò ga trắng. Dòng này thì cái lõi bên trong tiếp xúc lửa của nó là bằng đồng và dòng đánh lửa tự động. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k nha. 50k cho một con khò ga trắng như này. Lên mã giúp cho em là khò ga trắng, giá sẽ là 50.000 nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái khò ga đại nhá. Các bác lên cho em là khò ga đại. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 120.000 nhá. 120k cho một con khò ga đại như này. Hàng này thì nó sẽ là hàng to. Đây, cái phần tiếp xúc lửa của nó rất là lớn các bác này. Đấy, tiếp xúc lửa lớn thì rất là to. Con này thì các bác có thể dùng để mình thui gà, thui lợn, thui chân giò, rồi nói chung là rất là đa di năng luôn. Hoặc các bác làm thợ này, hàng đều là hàng của Nhật hết nhá, Japan con này. Đó, con này thì sẽ là 120.000. Đấy là các cái mẫu khò ga bên em. Tiếp theo thì em lên cho bác đó là cái
kẹo chuột các bác nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái dòng kẹo để khi mà mình sử dụng thì nó rất là tốt luôn. Hàng này thì nó sẽ là hàng nhập khẩu của Thái Lan nhé, hàng nhập khẩu của Thái Lan đây, toàn bộ là chữ Thái hết này. Đấy, toàn bộ chữ Thái hết đây, màu hồng như này rất là thu hút chuột luôn. Chuột nó đến thì nó sẽ ăn cả đàn luôn nhá. Đấy, nó sẽ đến và nó sẽ cả đàn nó ăn vào đây luôn. Đấy thì là nó sẽ một con đến và nó sẽ dụ cả đàn đến ăn luôn thì chết cả đàn luôn. Đấy. Và giá thì chỉ có 30k cho một hộp kẹo chuột như này thôi. 30k nhá. Các bác lên cho em là kẹo chuột này. Đó, kẹo chuột. Giá sẽ là 30k cho một hộp kẹo chuột như này. 30.000. Đó, chết cả đàn luôn, con này thì cực kỳ là nhạy luôn. Nhiều bác thì chỉ có kêu là nó chết thì nó lại trong gầm tủ gầm giường thì nó hơi khó chịu một chút, nó mùi. Đấy, còn lại là rất là nhạy luôn nhá. 30k cho một kẹo chuột như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái bột thông cống này. Đấy. Tết nhất các bác dùng nhiều rồi cái đường ống cống rãnh nhà mình nó tắc nhá thì các bác dùng cái bột này cho em. Đó, đây nó sẽ là một cái dòng bột như này và nó sẽ là dòng bột sủi nhá. Thì các bác cứ đổ vào cái đường ống, đường cống, đường rãnh, chậu rửa mặt, chậu rửa bát, nhà tắm, toilet, tóc tai cái thứ nó đóng cặn ở đây thì các bác rửa cho em. Đấy, sạch luôn. Đấy, lên cho em là bột thông cống nhá. Đấy, bột thông cống. Đây các bác này. Đấy, đây các bác. Cùng xem đồ Nhật Bản nó khác gì cái đồ trôi nổi trên mạng không nhá. Đấy, các bác xem. Anh em đổ cái bột này lên miệng cống và đổ thêm một ít nước ấm nữa rồi đợi khoảng tầm 30 phút nhá. Nguyên nhân cái cống nhà tắm nó hay bị tắc ấy là do giấy rác với cả tóc nó bị mắc kẹt phía dưới lâu ngày nó gây mùi hôi rất là khó chịu. Đấy, các bác xem. Kết quả này. Ok luôn nhá. Ngoài ra nó rất là tiện ích nhá. Đấy thì khu vực nào tắc các bác cho hết vào cho nha. Đấy. Lên cho là bột thông cống nhá. Giá thì chỉ có 25k cho một hộp như này thôi. 25k một hộp như này nhá. Về nhà các bác đổ trực tiếp lên cho em 260g này. Đó, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng luôn. Bột thông cống của Nhật nhá. Giá sẽ là 25k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là một số cái đồ kim khí này. Đấy thì nó sẽ có là cà lê đỏ và cà lê bạc này. Đấy, dòng này đều nó là dòng cà lê 8 đầu hết nhá. Đó, cà lê đỏ và cà lê bạc đây. Đấy. Thì đầu tiên em sẽ lên cho các bác là con cà lê bạc này. Cà lê bạc này thì sẽ là 130k nhá. Đấy. 130.000 cho con 8 đầu bạc như này. 8 đầu bạc 130.000. Con này ở đây của nó thì nó sẽ có cho các bác là đầu này là 8 này, 10, 11 và 13. Đấy, còn đầu bên này nó sẽ là 13 đây, 14, 17, 19, 21, 14, 17, 19, 21. Đấy thì con này các bác lên cho em là cà lê 8 đầu bạc nhá. 8 đầu bạc, giá của nó sẽ là 130.000. Còn con này thì nó thông số nó như nhau. Đấy, nhưng mà con này thì nó sẽ có màu đỏ cho nên là em lên là cà lê 8 đầu đỏ nhá. 8 đầu đỏ, giá sẽ là 100k. Đấy, con này sẽ là 100k cho con cà lê 8 đầu đỏ như này. Thì con này các bác dùng nó rất là tiện nhá. Một con cà lê mà mình có tới 8 đầu như này. 1 2 này, 3 này, 4 này, đấy, 5 6 7 8 tức là dùng một chiếc này là bằng 8 chiếc luôn. Đấy, rất nhỏ gọn này, các bác có thể xoay theo kiểu trực tiếp như này hoặc là xoay theo chiều hông như này. Đấy, xoay như này hoặc là xoay theo chiều hông như này cũng được. Đó, nó rất là tiện. Đấy, nó làm nó hếch ra như này thì xoay nó rất là tiện luôn. Đó, con bạc này là 130.000 nhá. Và con đỏ này thì sẽ là 100k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con kìm chết các bác này. Đấy, đây nó sẽ là một con kìm chết của Mỹ này. Hàng của thương hiệu Crotman của Mỹ nhá. Con này thì dùng siêu bền bỉ luôn. Bên shop bán rất là nhiều rồi đây. Đấy, hàng thương hiệu Crotman USA nhá, hàng của Mỹ cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đó. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100k nhá. 100k cho một em kìm chết Mỹ như này. Đấy, các bác lên cho em là kìm chết Mỹ, giá sẽ là 100.000. Hàng thì hàng thanh lý siêu thị chưa qua sử dụng, độ mới của nó còn phải khoảng 95%, thép CRV không gì nhá, thép CRV không gì. Hàng này thì nó chưa qua sử dụng cho nên các bác dùng nó rất là sướng. Đấy, đầm tay rất là sướng luôn. Và ưu điểm con này thì các bác chỉ cần ấn lẫy này là nó tự bật ra luôn. Đó, nó rất là tiện. Lên cho em là kìm chết Mỹ này, thép CRV không gì này, USA này. Đó, USA, hàng của Mỹ. Con này thì giá sẽ là 100.000 cho con kìm chết như này. Tiếp theo thì các bác lên cho em là con tô vít vạn năng nhá. Con tô vít vạn năng. Con này thì giá chỉ có 80.000 thôi. 80.000 cho một con tô vít vạn năng như này. Ở cái đầu này thì các bác có thể lắp thêm pin vào đây. Đấy, còn lại thì em cũng không khuyến khích lắm. Đa số là mình dùng ban ngày thì cũng không cần phải pin sáng làm gì. Đấy, nó có hệ thống đèn LED đây này. Đấy. Và đây thì nó sẽ có 8 cái đầu tô vít nhá. 8 đầu tô vít thì nó sẽ có 4 đầu dẹt và 4 đầu múi. Thì các bác dùng nó rất là tiện. Đấy, hàng 8 trong 1 luôn. Đấy, hàng 8 trong 1 luôn. Thì lên mã giúp cho em đó là tô vít vạn năng nhá, tô vít vạn năng đây. Đấy, đầu bên này đầu dẹt này. Đó. Thì các bác dùng đầu nào thì các bác cho cái đầu đấy ra cho em. Đấy. Dẹt từ to đến nhỏ và múi cũng từ to đến nhỏ luôn. Đấy, múi cũng từ to đến nhỏ. Ngoài ra thì nó có một cái siêu phẩm là siêu nhỏ như này. Siêu nhỏ này thì các bác xoáy cái đầu ra cho em này. Đấy, xoáy đầu ra cho em. Đây. Và nó cũng có một đầu dẹt, một đầu tròn thì các bác dùng nó cũng thoải mái. Con này thì giá chỉ có cho cho các bác là 80.000 thôi, 80k. Đấy, lên cho em là tô vít vạn năng nhá, tô vít vạn năng, tô vít vạn năng này, tô vít vạn năng, tô vít vạn năng, giá của nó sẽ là 80k một chiếc nhá.
80k cho một con tô vít vạn năng như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái tô vít, đó là cái các bác lên mã giúp cho em, đó là tô vít xanh nhá. Đấy, tô vít xanh đây. Đấy. Thì con này nó cũng rất là đa di năng luôn. Con này thì để các bác dùng để sửa chữa lặt vặt này. Một bộ này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 30 đầu vít như này nhá. 30 đầu vít như này thì rất là tiện luôn. Đó thì các bác có thể lắp vào đây cho em này. Lắp vào đây là mình sử dụng này. Đấy, lắp vào đây mình sử dụng cho em. Đây. Đấy các bác thấy không? Nó rất là tiện luôn nhá. Đấy, lắp vào đây, mình thích thay mũi nào thì mình thay mũi vào cho em. Và cái này nó cũng có cho các bác là đủ quyền là nâng lên hạ xuống này. Đấy, cho giãn ra nấc 1 này. Đấy, cho giãn ra nấc 1 hoặc cho sập xuống này. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40k thôi. 40k cho một cái vít xanh như này nhá. Đấy, 40k cho một cái vít xanh như này. Các bác lên mã giúp cho em là vít xanh nhá. Giá sẽ là 40.000. Đó. Lên mã giúp cho em đó là vít xanh này. Vít xanh, giá của nó sẽ là 40k cho một cái tô vít xanh nha, hộp vít xanh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái khóa chống trộm nhá, khóa chống trộm. Con này thì rất là tiện luôn. Đó, rất tiện luôn. Ở đây thì nó sẽ là một cái dòng khóa mà sẽ có cho các bác là đây. Đấy, nó sẽ có cho các bác là một chiều là khóa thông thường. Đây như này là sẽ là khóa thông thường này. Còn một chiều là nó sẽ lật đảo, các bác đảo cái chiều này đi cho em. Thì cái chức năng còi hú nó sẽ hoạt động nhá. Khi mà trộm nó chạm nhẹ vào thì nó sẽ kêu là 3 tiếng và chạm mạnh thì nó sẽ hú lên như này. Đó. Và nó hú khá là lâu luôn, mà các bác phải mở khóa thì nó mới hết nhá. Đấy, hoặc nó sẽ kêu một lúc. Đấy, còn các bác muốn dùng bình thường các bác dùng này cho em. Còn muốn dùng cái chiều chống trộm thì các bác này cho em. Đó, các bác thấy không? Đó. Thì rất là an toàn luôn. Và cái giá thì nó chỉ có vài chục nghìn thôi. Đấy. Lên mã giúp cho em là khóa chống trộm nhá. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80k. Đấy, lên cho em là khóa chống trộm nhá. Khóa chống trộm này. Đó. Khóa chống trộm giá sẽ là 80k một chiếc nhá. 80.000 cho một con khóa chống trộm như này. Giá thì siêu hạt rẻ cho các bác rồi. Giá quá là hạt rẻ rồi, và con này thì các bác sử dụng nó cũng rất là hợp lý thôi, rất hợp lý để mình sử dụng mình chống trộm, rồi nói chung là vừa là khóa cửa khóa nhà vừa chống trộm được luôn, thì nó cũng rất tiện ích. Và cái giá thì bên shop cũng đang trân trọng gửi tới quý cô bác cái giá cực kỳ là yêu thương luôn, giá đầu năm giá yêu thương luôn nhá, 80k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái khóa Đức nhá. Các bác lên cho em là khóa Đức này. Con này thì sẽ là 150.000 cho cái ổ khóa Đức như này. 150k cho cái ổ khóa Đức như này nhá. Đấy. Đây thì nó sẽ là một cái dòng ổ khóa này, rất là tiện dụng luôn nhá, rất tiện dụng luôn. Đây. Các bác lắp vào cho em này. Đấy, lắp vào cho em. Đó, sau đó thì mình mở ra này. Đây, hàng khi các bác nhận được thì nó sẽ là một ổ khóa như này. Đấy, ổ khóa Đức này. Hàng made in Germany này. Đó, made in Germany. Đó, vào đây thì nó sẽ là một cái ổ khóa như này. Đó. Hàng rất to luôn, nó phải to bằng ngón tay trỏ của em này, to bằng ngón tay trỏ này. Đó, rất là to luôn nhá. Hàng này thì hàng khủng rồi. Các bác dùng ngoài trời trong nhà thoải mái cho em luôn. Ưu tiên cho các bác là có tới 4 chìa. Hàng của Đức cực kỳ chất lượng cho bác luôn, 4 chìa, và dòng này là dòng chìa tròn. Thì chìa tròn này thì bên trộm bên Việt Nam mình hoặc bên Tàu thì nó vẫn chưa sản xuất được cái phôi chìa tròn như này. Đó, thì nó có cái chức năng chống trộm rất là tốt luôn. Các bác dùng thoải mái luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái khóa Đức như này. Giá của nó sẽ là 130.000 thôi. 130.000 cho một cái khóa Đức như này. Đấy, chức năng chống trộm giúp cực kỳ là tốt luôn. Đó, chống trộm rất là tốt luôn. Và giá thì chỉ có 130.000 thôi. Đấy, 130.000. Lên mã giúp cho em đó là khóa Đức nhá, khóa Đức. Khóa đồng Đức này, đó. Khóa đồng Đức. Khóa đồng Đức giá sẽ là 130k. 130k một chiếc nhá. Rất là hợp lý cho các bác luôn. 130.000 cho một cái ổ khóa như này, bao gồm cho các bác là một khóa chống trộm chống cắt đầy đủ cho bác luôn. Trộm khóa như này là trộm không thể cắt được nhá. Đấy, chống trộm chống cắt các thứ đầy đủ cho bác luôn. Mà cái giá thì rất hợp lý, chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. 130.000 cho một cái ổ khóa như này thì cũng khá là tiện dụng để các bác sử dụng trong cái sinh hoạt hàng ngày. Đó, khóa đồng Đức 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái chống giật nóng lạnh nhá. Chống giật bình nóng lạnh thì con này thì nó quá là hữu ích rồi. Đặc biệt là miền Bắc thì hay dùng bình nóng lạnh, miền Nam thì ít hơn một chút, nhưng miền Bắc thì mùa đông nó lạnh thì các bác phải dùng bình nóng lạnh. Mà dùng bình nóng lạnh thì cái khả năng mà bị giật rất là cao, cho nên các bác dùng cái khóa chống trộm này cho em thì cực kỳ là an toàn luôn. Đó, rất là an toàn luôn nhá. Đấy, thì cái chống giật nhá, chống giật này cực kỳ là an toàn luôn. Giá sẽ là 40k cho một chiếc như này nhá. 40k một chiếc như này. Thì các bác mua là mua một đôi thì mình sẽ lắp cả dây nóng cả dây lạnh cho em luôn. Đấy, cái này nó sẽ là bằng sứ này. Bằng sứ thì nó sẽ là chống truyền dẫn điện rất là tốt luôn, và chống giật cực kỳ là an toàn luôn. Đây, em sẽ cho các bác xem video. Đây các bác này. Đây là cặp van chống giật cho bình nóng lạnh. Lắp đặt ở đầu ra nước nóng và lạnh của máy nước nóng. Có thể ngăn chặn rò rỉ điện khi sử dụng máy nước nóng, tránh gây tai nạn điện giật. Việc cài đặt cũng rất đơn giản. Chỉ cần rút nguồn điện, đóng van góc nước lạnh, mở vòi nước nóng để giảm áp suất, tháo ống nước nóng lạnh, lắp đặt van chống điện tại các cửa cấp nước nóng lạnh, sau đó nối ống vào tường chống điện. Bằng cách này, ngay cả khi máy nước nóng bị rò rỉ điện, nó sẽ không gây hại cho cơ thể con người.
mặc một cặp, an toàn hơn cho cả nhà, tránh mọi sự cố đáng tiếc xảy ra. Đây là cặp van chống giật cho bình nóng lạnh, lắp đặt ở đầu ra nước nóng và lạnh của máy nước nóng, có thể ngăn chặn rò rỉ điện khi sử dụng máy nước nóng, tránh gây tai nạn điện giật. Việc cài đặt cũng rất đơn giản, chỉ cần rút nguồn điện, đóng van góc nước lạnh, mở vòi nước nóng để giảm áp suất, tháo ống nước nóng lạnh, lắp đặt van chống điện tại các cửa cấp nước nóng lạnh, sau đó nối ống vào tường chống điện. Bằng cách này, ngay cả khi máy nước nóng bị rò rỉ điện, nó sẽ không gây hại cho cơ thể con người. Mặc một cặp, an toàn hơn cho cả nhà. Đấy, giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá chỉ có 40.000 cho một con như này thôi. Đấy, các bác mua chỉ có mất có 80.000 thôi. Về tháo lắp cũng rất là dễ dàng mà an toàn. Hàng chống giật của Nhật cực kỳ chất lượng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái kìm các bác nhá. Đấy, kìm thì các bác lên mã giúp cho em đó là kìm đỏ nhá. Bên em gọi nó là kìm đỏ. Đấy, tại vì nó cũng có cả màu xanh, màu đỏ, màu cam như này, màu bạc như này. Nhưng bên em gọi chung nó sẽ là kìm đỏ nhá, kìm đỏ. Đấy, kìm đỏ đa năng. Giá thì chỉ có 100k cho một chiếc kìm này thôi, 100.000 nhá. Đấy, 100k cho một chiếc kìm như này. Con này thì rất tiện dụng luôn. Hàng thì có lò xo đẩy như này thì dùng nó rất là nhàn. Thứ hai nó sẽ có cho các bác là cái phần là tuốt dây này. Đấy, tuốt dây này. Đấy, bấm cốt này, tuốt dây bấm cốt này, cắt dây này, xoắn ốc này, rồi nói chung là vặn dây vặn giếc này. Đấy, và có cả cái phần để các bác làm búa này. Đây, cái phần này làm búa này. Đấy, búa gõ như này, rất là tiện luôn. Kìm thì dài khoảng 21-22 cm, rất tiện dụng, vừa tay. Đấy, hàng của Nhật nhá, hàng của Nhật đây, thép CLV của Nhật đây. Đó, toàn bộ chữ Nhật hết này, chữ triện của Nhật này. Giá thì chỉ có 100k thôi. Lên mã giúp cho em là kìm đỏ nhá, giá sẽ là 100.000. Đó, kìm đỏ, giá sẽ là 100k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là ép tỏi nhá. Ép tỏi, con này thì hàng của thương hiệu Winling hay hình người của Đức này. Đấy, Winling hay hình người của Đức như này. Đó, con này thì giá sẽ là 100k cho con ép tỏi như này nhá. Giá của nó sẽ là 100k. Con này thì siêu tiện dụng luôn. Các bác có thể dùng trực tiếp để mình cho tỏi, cho hành, rồi cho các cái loại củ ở đây, mình ép ra là xong. Nó rất tiện ích và dễ sử dụng. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 cho con ép tỏi như này thôi. Rồi, ok. Hello các bác nhé, em lên một số các cái mã đồ thuốc của bên em. Đấy, những cái mã này thì bên em bán rất là nhiều rồi và khách cũng dùng rất là nhiều, rất là ok. Để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Hãy lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Đầu tiên thì em lên cho bác đó là cái thuốc trị đau xương khớp nhé. Thuốc đau xương khớp này, con này thì sẽ là 40.000 cho một tiếp như này. Hàng này chuyên trị đau xương khớp nhé. Được chiết xuất từ bọ cạp này, rồi cao hổ này. Các bác dùng thì con này nó rất là đa di năng luôn. Chuyên trị đau mỏi xương khớp, đau mỏi vai gáy, đau dây thần kinh. Đó, và nó là thuộc cái dạng kem trắng nhé. Các bác bôi thì nó khá là nóng luôn và nó chuyên trị đau xương khớp rất là tốt. Còn đau xương khớp này thì nó rất là tiện ích các bác sử dụng, giá rất là ok cho bác luôn, 40k cho một cái tip trị đau xương khớp như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái thuốc bôi trĩ nhá. Cái này thì các bác dùng đa di năng luôn cho em đó, trĩ nội trĩ ngoại, rồi các bác bị co bối trĩ rồi xa bối trĩ các thứ là dùng được hết nhá. Đó, chuyên trị các cái dòng về trĩ, hàng y học cổ truyền rất là tốt cho bác luôn, hàng của thương hiệu Ditami các bác này. Đấy. Con này thì sẽ là 30.000 cho một cái típ thuốc trĩ như này. 30.000 cho một típ thuốc trĩ như này nhá. Đấy, thuốc trĩ này thì bôi khá là hiệu quả luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái thuốc trị long ben hắc lào nhá. Bác nào chuyên bị long ben hắc lào nấm ngứa. Đấy, vẩy nến acid thì các bác bôi hết vào đây cho em. Con này sử dụng cũng rất là hiệu quả luôn, nó cũng là thuộc dạng típ kembo như này. Đây các bác này. Đấy. Hàng đều là hàng gia truyền cực kỳ là lâu đời luôn các bác nhá. Đấy, em bán thì có những bác là mua cả chục típ, hai chục típ với cái thuốc long ben hắc lào này luôn. Đấy, thì con này dùng cũng rất là hiệu quả luôn nhá. Đấy, lên cho em là thuốc trĩ các bác nhá. Đấy, thuốc trĩ, giá thì xin lỗi các bác là hắc lào long ben nhá, giá sẽ là 25.000. Đấy, chuyên trị hắc lào long ben nấm ngứa vẩy nến các thứ acid các bác bôi khỏi hết cho em, các cái bệnh ngoài da nhá. Đấy, giá này sẽ là 25.000 cho một cái thuốc hắc lào long ben như này. Tiếp theo thì nó sẽ là cái lọ dầu nóng Hàn Quốc, giá sẽ là 40.000 cho một lọ như này. Đấy, dung tích của nó sẽ là 100ml. Các bác chuyên dùng cho em. Con này thì các bác bị đau mỏi vai gáy này. Đấy, cổ tay, cổ chân và vai gáy đốt sống thì các bác dùng con này cho em. Đấy, hàng này thì nó sẽ là hàng của Hàn Quốc, made in Korea. Đấy, con này thì dùng rất là tiện luôn. Hàng của Hàn Quốc, dung tích của nó là 100ml các bác nhá. Đó, hàng nội địa của Hàn Quốc, con này thì dùng rất là tiện và an toàn. Bác nào chuyên bị đau xương khớp, đau mỏi cổ, đốt sống lưng và vai gáy này, đấy, khớp gối này, khớp vai này, khuỷu tay này, rồi đốt sống cổ này, đốt sống lưng này, dùng rất là tiện cho em. Hàng nội địa của Hàn Quốc nhá. Đấy, lên cho em là dầu nóng Hàn Quốc,
Đây, con này chuyên trị cho các bác rất là tốt luôn. Giá thì sẽ là 40.000 cho một típ một lọ dầu nóng Hàn Quốc như này. Các bác có thể dùng để mình bôi trực tiếp rất là tốt luôn, hoặc là mùa đông như này thì các bác dùng để mình xoa lên bàn chân trước khi đi ngủ để nó làm nóng bàn chân cũng rất là tốt luôn nhá. Giá sẽ là 40.000 cho một lọ dầu nóng Hàn Quốc như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái miếng dán ngải cứu nhá, giá sẽ là 25.000 cho một hộp như này. Đây nó sẽ là dòng miếng dán và nó sẽ là dòng miếng dán cao nóng như này. Thì các bác bóc ra sau đó thì mình dán trực tiếp lên các cái phần bắp tay, bắp chân rồi cổ, vai gáy, đặc biệt là cổ nhá. Các bác bị đau nhức cổ thì các bác dán lên cho em. Đây, đấy nó chuyên dán lên cổ các bác này. Đấy, chuyên trị để dán lên cổ, vai gáy, đặc biệt là cổ các bác bị đau đốt sống lưng, đốt sống cổ, dán con này cho em rất hiệu quả luôn. Hàng nóng cực kỳ là nóng luôn, nóng siêu dai luôn các bác nhá. Đấy, các bác dùng nó rất là nhạy và được chiết xuất từ ngải cứu và các loại thuốc của Nhật rất là tốt luôn. Giá sẽ là 25.000 nhá. Lên cho em là dán ngải cứu sẽ là 25.000 cho một típ như này, bao gồm là 12 miếng nhá, 12 miếng. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái miếng dán thải độc chân nhá. Các bác lên cho em là dán thải độc chân. Một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 50 miếng. Thì nếu các bác dùng một lần hai chân thì sẽ là được 25 lần các bạn, 25 lần. Đấy, một hộp này của nó sẽ là 50 miếng nhá. Đấy. Thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái bịch miếng dán như này và một cái bịch thuốc như này. Đấy, 50 gói thuốc và 50 cái miếng dán, các bác về bóc vào cho em, sau đó thì mình dán lên trực tiếp lên các cái phần gan, bàn chân. Đấy. Hoặc là nếu mà các bác bị đau bụng hoặc là bị lạnh bụng, các bác cũng có thể dán lên bụng được. Đấy, thì con này dùng nó rất là tiện, đặc biệt là trị cho các bác là thải độc chân rất là tốt luôn. Thì giá sẽ là 40.000 cho một hộp miếng dán thải độc chân như này nhá. Lên cho em là dán thải độc chân, giá sẽ là 40k. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Dẫn đến mỏi chân, tê chân do mạch máu không lưu thông được, dẫn đến tình trạng mất ngủ. Nhưng từ khi biết đến sản phẩm miếng dán thải độc Bắc Kinh, em đã cải thiện được rất nhiều. Thành phần chủ yếu là ngải cứu và than tre, với rất nhiều công dụng như lưu thông khí huyết, giảm đau nhức tê bì xương khớp, giúp ngủ ngon, giảm các triệu chứng bị lạnh lòng bàn chân, đào thải các độc tố. Miếng dán không chỉ sử dụng ở chân mà khi mọi người đau mỏi các cơ hoặc là bị lạnh bụng thì mọi người cũng có thể dán vào từng vị trí. Cách sử dụng thì rất là đơn giản, mọi người chỉ cần bóc miếng thải độc ra và dán vào miếng keo rồi dán trực tiếp vào lòng bàn chân. Cứ như vậy và để qua đêm, đến sáng hôm sau thì mình bóc ra thôi ạ. Mỗi hộp là có 50 miếng, dùng cho cả gia đình luôn. Già trẻ, gái trai, trẻ em, người lớn đều có thể dùng được nha mọi người. Và như mọi người thấy, đây là cái độc tố sau một đêm em thải ra đấy, trông kinh nha mọi người. Khi mà được thải độc tố thì mình đã cảm thấy người rất là khỏe khoắn này, không bị nhức mỏi và rất tự tin hơn trong ngày làm việc mới. Đấy, thì giá sẽ là 40k cho một cái hộp miếng dán thải độc chân như này, bao gồm là 50 miếng nhá. Giá chỉ bằng một bát phở thôi. Lên mã giúp cho em là dán thải độc chân nhá, dán thải độc chân. Đấy. Các bác đọc đủ tên cho em, nó nhiều bác thì lại đọc là miếng dán ngải cứu xong lại nhầm sang cái này, nó rất là lòng ngoằng nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái chai xịt, thì các bác lên cho em là xịt hôi giày nhá. Đấy, các bác xịt hôi chân này. Đấy. Thì chân các bác đi giày đi tất nhiều nó bị hôi thì các bác dùng cái chai này cho em, lắc đều lên này, sau đó thì mình xịt trực tiếp lên giày tất như này. Đấy, thì nó sẽ giúp cho các bác là diệt khuẩn này và khử mùi hôi, chống mùi hôi rất là tốt luôn. Đó, thì các bác xịt trực tiếp lên giày tất cho em. Một chai này của nó thì dung tích của nó sẽ là 260ml. Các bác xịt trực tiếp lên phần giày cho em như này, dốc ngược lên mình xịt lên giày cho em. Đó. Lên cho em là xịt hôi chân nhá. Xịt hôi chân. Xịt hôi chân này. Xịt hôi chân, giá của nó sẽ là 35k cho một bịch như này thôi. 35k cho một lon như này nhá. Đấy, 35.000 cho một cái bình xịt hôi chân như này, rất là tiện. Đó, thì giày tất này, các bác bị hôi các bác xịt trực tiếp lên bàn chân hoặc xịt lên tất hoặc là xịt lên trong vào trong giày nhá. Đây các bác nhá. Chỉ mấy đứa hôi chân mới sử dụng cái bình xịt này thôi chứ gì. Nói bảo ít học thì lấy tự ái. Sự thật thì càng những người sạch sẽ thơm tho thì họ lại càng hay sử dụng những sản phẩm như thế này. Trời thì nắng nóng, ai đi giày dép mà chẳng có mùi. Trai hay gái thì cũng thế. Muốn cho giày dép thơm tho thì cầm cái bình xịt khử mùi giày Nhật Bản này, dốc ngược chai rồi ấn. Với công nghệ AG cộng kết hợp với mùi quải hương sẽ loại bỏ mùi khó chịu trong đôi giày của bạn. Và đương nhiên là có thể xịt trực tiếp vào lòng bàn chân để ức chế khả năng gây mùi. Bạn sẽ cảm thấy khá là mát lạnh. Ngày 2 lần sáng tối thì khoảng 10-15 ngày mới hết. Anh em nào cần nhanh tay bấm cửa hàng. Đấy, rất là tiện luôn các bác nhá. Giá chỉ có 35k cho một cái chai xịt hôi chân các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái kéo hộp đỏ nhá. Kéo hộp đỏ như này, giá của nó sẽ là 160.000 cho một chiếc. Hàng của nó thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây, đây các bác này. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác nhá. Đó, đây. Made in Japan các bác này.
nội địa của Nhật, made in Japan luôn. Con này thì giá sẽ là 160.000. Cắt cây cắt cành cực kỳ là ngon luôn, có lẫy khóa như này nha và lò xo chữ V nhá. Các bác có thể tháo ra thay thế rất là tiện dụng luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 160.000 cho một con kéo hộp đỏ này thôi. Lên xem là kéo hộp đỏ 160.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em, đó là cái đồng hồ nhiệt kế nhá. Thì đây nó sẽ là một con đồng hồ như này. Đấy, con này thì về nhà các bác lắp pin vào cho em. Bên em có kèm sẵn viên pin cho bác rồi, về chỉ việc lắp vào cho em là xong nhá. Đấy, lắp thì các bác lắp cho em là đúng 12 giờ trưa để nó lên 12 giờ là các bác khỏi phải lấy giờ luôn. Đấy, cứ lắp đúng 12 giờ trưa là nó sẽ lên 12 giờ như này nhá. Cập nhật cho các bác cả nhiệt độ cả độ ẩm luôn và lắp cho em đúng 12 giờ trưa nhá. Độ ẩm hôm nay miền Bắc rất là cao, 99%. Đấy, nhiệt độ là 22,3 độ C và đang là 12 giờ. Đấy thì các bác cứ lắp đúng 12 giờ trưa cho em. Con này thì giá sẽ là 90.000 các bác nhá. 90k. Đấy, lên cho em là đồng hồ nhiệt kế, giá sẽ là 90k các bạn. Đó, 90k trong con đồng hồ nhiệt kế như này. Rất tiện luôn các bác này. Đó. Tiếp theo nay bên shop còn hai cái đồng hồ kìm đa năng nữa nhá. Đấy. Đồng hồ kìm vạn năng. Con này thì bên shop sẽ thanh lý cho các bác cái giá chỉ có 210.000 thôi. 210.000 cho một con đồng hồ kìm vạn năng như này và bao ship cho các bác luôn. Đây đầu dây này. Đấy, sẵn pin cho bác như này và có kìm để cho các bác dùng để mình đo điện rất là tiện ích luôn. Lên cho em là đồng hồ kìm vạn năng nhá. Còn hai con nữa. Thanh lý nốt cho các bác 210.000 một chiếc. 210.000 cho một chiếc đồng hồ kìm vạn năng như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái kèm đánh răng thì nó sẽ có hai mẫu hàng của Nhật và của Hàn nhá. Đấy thì các cái loại thuốc thì em cũng để kèm đánh răng vào cùng cái mục này luôn. Đó, kèm đánh răng của Hàn, hàng made in Korea. Đây, made in Korea có nhá. Đây. Made in Korea các bác này, Hàn Quốc 120g, tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93%. Giá sẽ là 40.000 cho một típ kem đánh răng của Hàn Quốc như này nhá. Lên theo là kem đánh răng Hàn Quốc 40.000. Tiếp theo là kem đánh răng Nhật chuyên chống viêm nướu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng, hàng made in Japan 170g. Giá thì sẽ là một típ như này, giá của nó sẽ là 60.000. 60.000 cho một típ kem đánh răng của Nhật như này. Đây, made in Japan nhá. Đó, 170g. Chuyên trị viêm nướu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng, dùng rất là tốt luôn. Thì có hai mẫu như vậy, các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy nhá. Đấy, kem đánh răng Nhật thì sẽ là 60k cho một típ kem đánh răng Nhật như này. 60k. Chuyên trị viêm nướu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng 60.000. Còn kem đánh răng của Hàn Quốc thì sẽ là 40k nhá. 40k. Được, ok. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là kìa. Nay đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái Automat nhá. Đấy, Automat hàng nội địa của Nhật này. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, bên em ship code toàn quốc. Đấy, bên em ship code toàn quốc, các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp chị em, ship hàng toàn quốc, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái Automat hàng nội địa của Nhật nhá. Đấy, dòng này thì nó sẽ là dòng Adcock, công suất của nó sẽ là 30A, dòng dò của nó sẽ là 15mA. Điện của nó thì từ 100 đến 220V. Các bác dùng điện Việt Nam mình ok. Hàng nội địa của Nhật nhá, toàn bộ chữ Nhật hết các bác này. Đấy. Đây. Giá thì sẽ là 110.000 cho con Adcock như này. Con này thì nó sẽ là chống giật, chống chập, chống quá tải. Các bác chuyên dùng cho nóng lạnh, điều hòa và các cái thiết bị của các cái thiết bị nhỏ đều ok hết nhá. Đấy, motor, máy bơm nước dùng cực kỳ là an toàn luôn, dùng để đóng ngắt motor, máy bơm nước. Có dấu hiệu điện của dò gì chập cháy hoặc là quá tải là ad sẽ nhảy hết nhá. Đấy, lên cho em là Adcock 30A. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 110.000 nhá. 110.000 cho một con cock 30A như này. Đấy, các bác lên cho em là cock 30A nhá. Cock 30A này. Cock 30A. Giá sẽ là 110k một chiếc, 110.000 cho một con cock 30A như này nhá. Tiếp theo thì bên shop có cho các bác là con Ad Đại 40A đây. Đấy. Con Ad Đại 40A. Đấy, hàng thì rất là đẹp cho các bác luôn, hàng made in Japan. Đấy. Có hàng của Mitsubishi, hàng của Natina nhá. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn. Hàng made in Japan qua này. Đó, made in Japan. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một cái con Adcock, một con Ad Đại 40A như này. Đấy, Ad Đại 40A như này. Giá của nó sẽ là 180.000 nhá, 180.000. Đấy, các bác lên cho em là Ad Đại này. Đó. Ad Đại 40A, Ad Đại 40A, giá sẽ là 180k nhá. Đấy, 180.000. Tiếp theo thì bên shop có cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con Ad Đảo Chiều này. Ad Đảo Chiều. Con này thì nó sẽ là dòng Ad Đảo Chiều và 63A nhá. Đấy, 63A Đảo Chiều. Giá sẽ là 110.000 nhá. 110.000 trong con Ad Đảo Chiều như này. Đấy, công suất của nó là 63A. Con này thì các bác dùng chuyên dùng cho em đó là nhà có hai công tơ này hoặc là dùng cho
thông gọi là dùng cho hai công tơ hoặc dùng cho máy phát điện đều ok hết nhá. Lên mã giúp cho em đó là át đảo chiều, 110.000 cho một con át đảo chiều như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy rót rượu tự động nhá. Đấy, test xong rồi nhưng mà các bác cũng vẫn cứ uống rượu bình thường cho em. Đấy, uống rượu không lái xe là được. Đấy. Thì ở đây nó sẽ là một cái bộ sản phẩm bao gồm cho các bác là một thân máy như này này. Các bác bật nguồn lên cho em này. Đấy. Một thân máy này, một âu đựng rượu và một cái âu để các bác đựng đá. Hai cái chén này của em nhá. Hai chén này của em, nói thẳng thế luôn. Cũng lúc các bác xem quảng cáo các bác bảo ta thấy thêm có thêm hai cái chén nó phức tạp ra. Đấy. Thì sản phẩm sẽ bao gồm là một thân máy này. Đây là cái thân máy của nó này, một thân máy này, một cái âu đựng rượu này và một cái âu nhựa để các bác đựng đá bên dưới mình dùng cho nó mát. Đấy, các bác đặt vào cho em. Đấy, đặt vào. Sau đó thì mình bắt đầu rót thôi. Đấy. Đây, các bác chỉ cần đặt cốc như này là nó sẽ rót này. Đấy, các bác thấy không? Đây. Đấy, đặt cốc vào như này nó sẽ rót này. Đấy. Ở đây nó sẽ có cái con mắt cảm biến đây, các bác cứ đặt vào là nó rót thôi. Đấy. Và các bác có thể tùy chỉnh tăng giảm ở đây. Đó. Lên cho em, đưa anh cái rẻ mình yêu. Các bác lên cho em là máy rót rượu tự động nha, máy rót rượu tự động. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 270.000 cho con máy rót rượu tự động như này. Con này thì em để lâu lắm rồi. Đấy, em để lâu lắm rồi, từ năm ngoái năm kia rồi mà em vẫn dùng bình thường, không có phải sạc pin sạc biếc gì cả. Đấy, để nó bụi bặm quá này, em lau đi cho các bác xem. Đó, lau đi lại sáng bóng đẹp luôn. Đó này, các bác tắt đi này, bật lên này. Đó. Đây, đấy các bác. Đầu tiên các bác bật lên cho em này, đấy, và mình chỉnh lên một chút này, sau đó thì các bác đặt cốc vào là nó rót này. Đấy, rất tiện luôn nha. Đấy. Đều nhau tam táp luôn. Đó. Hai chén đều nhau tam táp luôn nhá. Các bác thấy không? Đây, hai chén này đều nhau tam táp luôn. Lên mã giúp cho em đó là máy rót rượu nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 270.000 cho một em máy rót rượu như này. 270k. Đó, rất tiện dụng cho các bác sử dụng luôn. Lên cho em là máy rót rượu 270.000 nhá. Đấy. Máy rót rượu 270.000. Đây. Lên cho em là máy rót rượu này, máy rót rượu 270k, bao ship tận nhà cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái cặp lồng điện nhá, cặp lồng điện. Thì con này các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em mình sử dụng thôi. Đấy. Cắm trực tiếp điện 220 và con này thì nó sẽ có cho các bác là một cái ngăn như này các bác này, một cái ngăn như này. Đấy, thì đây nó sẽ là một cái ngăn như này. Và các bác tháo ra ở đây có sẽ có cho các bác là bốn cái âu như này. Nếu các bác mua bình thường một cái âu như này thôi đã cũng phải mất đi là 30-40 nghìn rồi. Đấy, em cứ gọi cho là 40 nghìn thì là 160 nghìn rồi, 160 nghìn để mua được bốn cái âu inox đẹp như này. Đó, mỗi cái âu này của nó thì sẽ là 0.5 lít gì đấy. Đấy, và cả cái cặp lồng này thì của nó dung tích sẽ là 2 lít này. Đấy, và có cáp cắm nguồn cho các bác đàng hoàng. Về nhà các bác cứ đổ nước vào đây. Đấy, đổ gần đến miệng này, sau đó thì các bác đặt cái này vào. Sau đó thì mình cắm điện vào là mình đun nấu thoải mái nhá, đun nấu thoải mái cho em. Đấy, hấp xôi này, bánh bao này, rồi cho cơm cho gạo và nấu bình thường. Đấy, các bác có thực phẩm thức ăn mình mang đến cơ quan này. Đấy, mình xách đi mang đến cơ quan cho em. Đây, đóng ngắt ở đây, cắm điện nguồn ở đây nhá. Đấy. Thì đây nó sẽ là cái hộp của nó này. Đây. Con này thì hàng của nó sẽ là công suất là 20W này, à 200W này, điện thì nó sẽ là 110 đến 220V. Đấy, con này thì điện của nó là dùng được cả điện Việt Nam mình luôn, 50Hz, dung tích 2 lít. Đây, 259, 130, 220, đó, dài rộng cao. Lên cho em đó là cặp lồng điện nhá, cặp lồng điện này, cặp lồng điện. Giá thì cực kỳ ưu đãi, 180.000 cho cặp lồng như này. Mà nếu các bác mua 4 cái âu inox đấy, nó sẽ mất cho các bác là vào khoảng là đi 160.000 bốn cái âu inox rồi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái dòng sản phẩm đó là cái đèn bão nhá. Đèn bão. Con này thì các bác lên cho em là đèn bão quạt. Con này thì nó sẽ có cho các bác một cái quạt như này. Đấy, đèn bão quạt này. Quạt rất mát luôn. Gió ù luôn các bác này. Quạt siêu mát luôn, gió ù này nhá. Đấy, đèn bão quạt này. Kèm thêm cho các bác là một cái đèn. Đây, một cái đèn này các bác rút lên cho em, đèn rất sáng luôn. Cái quạt này các bác có thể dùng từ 3-5 tiếng tùy theo mức độ sạc nhá. Và có cáp sạc sẵn cho các bác luôn. Có cáp sạc luôn và có cả tấm pin năng lượng mặt trời luôn. Có pin năng lượng mặt trời. Mất điện các bác chỉ cần bỏ ra thôi. Đây, nó đang sạc này các bác này. Đấy, em che đi là nó không có ánh sáng, là ánh sáng điện thì nó cũng vẫn sạc là bình thường nhá. Che đi là nó tối này. Bỏ ra nó sáng các bác này. Đó, thấy chưa? Che đi nó tối này. Đó. Con này thì rất tiện.
các bác dùng nó rất là đã, mất điện mất đóm là các bác cứ thế mình sử dụng thôi. Đấy, quạt có thể được từ 3-5 tiếng, nhà có trẻ em trẻ nhỏ đều ok. Hên cho em là đèn bão quạt nhá. Đấy, đèn bão quạt này, đèn bão và có quả cả quạt luôn, cho nên là đèn bão quạt giá sẽ là bao nhiêu nhỉ? Cái đèn bão này bao nhiêu nhỉ? 100k nhá. Đấy, giá cực rẻ luôn, 100.000 cho cái đèn bão như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái cốc tự khuấy nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là cốc tự khuấy. Một con cốc như này. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 nhá, 90.000. Về nhà các bác lắp pin vào đây cho em. Ở đây thì nó sử dụng hai cái quả pin con thỏ nhỏ. Các bác có thể cho vào mình pha trà, pha cà phê đều được hết nhá. Đấy, cho đây. Ở đây nó có cái tấm có cái viên pin hạt nam châm từ trường. Đấy, thì nó sẽ liên tục quay tròn để các bác pha trà, pha cà phê rất là tiện. Đấy, lên cho em là cốc tự khuấy, giá sẽ là 90k tròn cho một cái con cốc tự khuấy như này. Giá chỉ có 90.000 thôi. Đấy, bỏ tranh cái đôi pin đĩa đây để anh chạy thử nào. Con này nó sử dụng cái pin con thỏ nhỏ nhá. Đấy, pin con thỏ nhỏ thì về nhà các bác lắp cái pin con thỏ nhỏ vào cho em là ok. Đây em sẽ lắp thử cho các bác xem. Đấy, đây nó sẽ là một cái nam châm từ trường như này các bác này. Đấy, nó sẽ là cái nam châm từ trường như này. Bóc ra. Các bác lắp cho em cái pin con thỏ nhỏ này vào nhá. Đấy, lắp vào sau đó thì các bác lắp cái pin con thỏ nhỏ này vào này. Cái này bên em bán là không kèm pin đâu nhá. Về nhà các bác đi mua pin ở ngoài thôi. Đấy, em bán là không kèm pin đâu. Nói rõ các bác thế luôn. Đây. Đấy các bác này, cho cái hạt nam châm này vào này. Đấy. Bấm này nó sẽ quay thôi này. Đấy. Sau đó là các bác cho trà, cho cà phê, cho các cái loại ấy vào đây. Đấy, một viên pin này các bác dùng thoải mái, khi các bác rửa thì tránh nước vào cái phần đít này là xong. Đó. Giá thì cực kỳ hợp lý cho các bác rồi. Hàng chất lượng, giá hợp lý. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ dao ba con, dao cán gỗ ba con nhá. Bỏ ra anh tờ giấy. Đây anh tờ giấy. Bộ dao cán gỗ ba con, giấy ghi đơn ấy, giấy nào cũng được. Thì đầu tiên nó sẽ là một con dao chặt này. Con này cân nặng của nó là khoảng từ 5 đến 7 lạng. Đấy. Tờ nào cũng được. Từ 5 đến 7 lạng các bạn này. Đấy, cân nặng của nó là từ 5 đến 7 lạng và con này thì khá là dày luôn. Hàng của thương hiệu Seiki Japan. Đây chữ này là chữ Made in Japan nhá. Đấy, giống như kiểu chữ Việt Nam mình là sản xuất tại Việt Nam. Đấy, còn cái này thì nó sẽ là sản xuất tại Nhật nhá. Đấy. Các bác về các bác có thể gõ Google dịch là ra cái chữ này. Đấy. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180.000 nhá. Lên thì em là con dao chặt gỗ 180k cho một con dao chặt gỗ như này nhá, 180.000. Tiếp theo thì sẽ là một con dao thái gỗ này. Con này giá chỉ có 80k thôi, 80.000 cho con dao thái gỗ như này. Dòng này thì nó sẽ là dòng siêu bén này các bác. Đây, đấy các bác thấy không? Đây. Đấy, dao thì rất là bén luôn các bác nhá. Đó. Dao thì rất là bén luôn. Và dao thì rất là bén và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Đấy các bác thấy không? Dao rất bén luôn, Seiki Japan như này. Con này thì sẽ là 80.000 con dao thái gỗ như này nhá. Đấy 80.000. 80.000 là vào 260 rồi. Đấy. Tiếp theo thì con dao gọt này, con dao gọt này thì sẽ là 40.000. Các bác lên cho em là gọt gỗ nhá, 40k cho con gọt gỗ như này. Đấy, con này thì giá sẽ là 40.000 các bác này, cũng rất là bén luôn các bác này. Đấy. Con này thì là bén của bén rồi, bén của bén rồi. Các bác có thể dùng để mình gọt hoa quả hoặc là đa di năng luôn. Con này thì dài khoảng 20cm, còn con này thì dài khoảng 30cm nhá. Đấy. Con này thì các bác lên cho em là thái gỗ này. Thái gỗ giá sẽ là 80k. Đó, còn con này là gọt gỗ nhá. Gọt gỗ 40k. Đó. Nếu các bác mua combo 3 con như này nhá. Bộ 3 con như này sẽ là 260.000. Lên cho em là bộ 3 dao cán gỗ nhá. Bộ 3 dao cán gỗ, bộ 3 dao này. Cán gỗ này. Cán gỗ giá sẽ là 260.000 và bao ship. 260.000 cho 3 con dao, bao ship tận nhà cho các bác. Đấy các bác đi đâu mua được giá rẻ như này. Đó. Còn nếu các bác mua lẻ thì sẽ là con này 180.000, con kia 80.000, con kia là 40.000. Đó, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Rồi ok. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái cốc nhả kem nhá. Đấy thì nó sẽ bao gồm là một cái hộp ngăn kéo như này các bác này. Một hộp ngăn kéo như này. Kèm thêm cho các bác là ba cái cốc nhá. Ba cái cốc các bác có thể dán vào đây cho em. Đấy. Tức là tất cả những cái cốc này nó đều có nam châm từ hít ở đít này. Đấy. Các bác có thể dán vào đây. Đấy, dán vào đây cho em, nó rất là tiện luôn. Đó, bỏ tranh cả hai cái lọ kem đánh răng đây. Có từ hít ở đây luôn, nó rất là tiện này. Đấy. Và ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là hai cái miếng dán này. Để các bác mình dán vào đây cho em, hai cái miếng dán mình dán vào tường sau đó thì mình đeo vào đây cho em. Đó. Đeo vào đây hai cái miếng dán này. Và có kèm cho các bác là các cái sticker. Để khi mà các bác sử dụng ấy thì các bác có thể đánh dấu từng cái cốc một vào là biết là cái cốc này của ai, cốc này của ai. Đấy. Và khi các bác dùng thì các bác lấy cái lọ kem đánh răng mình ra. Đó.
lắp ở đây chị em, lắp ở đây. Sau đó thì mình chỉ cần nhả kem là mình nhấp này thôi. Nhấp này thôi là cái đầu này nó sẽ giúp ta tạo lực để đẩy cho cái kem đánh răng của mình nó sẽ rơi xuống nhá. Và các bác tùy theo cái độ nhấp để các bác có thể hứng bao nhiêu thì hứng tùy ý mình. Đó. Thì đây em sẽ xoáy thử cho các bác xem cái lọ kem đánh răng của Hàn Quốc nhá. Kem đánh răng Hàn Quốc. Đấy. Đây. Lọ kem đánh răng của Nhật đi. Kem đánh răng của Nhật các bác này. Đấy. Kem đánh răng của Nhật đây. Đây nó sẽ có cái gen xoáy như này nhá, có cái gen xoáy như này. Các bác xoáy cái này ra cho em, xoáy cái này ra cho em này. Đấy. Sau đó thì các bác xoáy cái lọ kem đánh răng vào đây. Đấy. Xoáy cái lọ kem đánh răng vào đây cho em. Đó. Xoáy cái lọ kem đánh răng vào đây. Đấy, là mình cứ để này thôi. Sau đó thì mình nhấp như này là cái kem nó sẽ chảy xuống. Cái hàng này thì nó sẽ là hàng mới tinh cho nên là em sẽ không có test thử. Đây em sẽ test thử cho các bác qua một cái sản phẩm mà nhà em đang treo để trưng bày cho các bác xem. Đó. Trước khi test thì em giới thiệu cho các bác các cái mã kem đánh răng. Đầu tiên nó sẽ là một cái kem đánh răng của em giới thiệu giá của con này trước đi. Con này giá sẽ là 100 bao nhiêu nhỉ? Các bác lên cho em là kệ nhà kem đánh răng nhá. Giá của nó sẽ là 100 mấy nhỉ? Kệ nhà kem đánh răng nhá. Kệ nhà kem đánh răng. Giá sẽ là 180k nhá. 180.000 cho cái kệ nhà kem đánh răng như này. Thì con này rất là tiện ích luôn. Đó. Tiếp theo là đến cái kem đánh răng của Nhật này, kem đánh răng Nhật. Giá của nó sẽ là 60.000 cho một típ như này. Con này thì dung tích của nó sẽ là 170g. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật, made in Japan. Đây, đấy, made in Japan. Hàng nội địa của Nhật, made in Japan. Và giá thì sẽ là 60.000, dung tích 170g. Đó. Con này thì công dụng của nó sẽ là tinh chất gạo này, chống viêm niếu, viêm lợi, đau lợi và chảy máu chân răng nhá. Giá sẽ là 60.000 cho một típ kem đánh răng Nhật như này. Đấy, tiếp theo thì em sẽ có cho các bác cái kem đánh răng của Hàn Quốc này. Đây. Con này của nó thì sẽ là 120g. Hàng của nó thì nó sẽ là hàng made in Korea. Đấy, đây. Made in Korea nhá, hàng của Hàn Quốc nhá. 120g này. Con này thì chuyên làm trắng răng, tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93%. Đấy, và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 40k. Đấy, bác nào răng đen, răng ố vàng, các loại răng, đánh cái này cho em một thời gian là đỡ hẳn luôn. Tỷ lệ làm trắng răng của nó lên tới 93% nhá. Đó. Đây thì đây em sẽ có cái thực tế đây cho các bác xem này. Đây cái con kệ nhà em ấy nhá, em con này em chỉ để trưng bày quay cho bác xem thôi. Đấy không nên lúc các bác bảo nhà này nó đánh răng bẩn thế. Đấy đây các bác chỉ cần nhấp vào như này thôi này. Đấy. Hàng này để rất lâu rồi nhá, để rất lâu rồi các bác này. Đấy rất là bẩn thỉu, để từ năm nọ sang năm kia này nhưng mà chỉ cần nhấp cái là được luôn nhá. Đây. Đấy các bác chỉ cần nhấp cái này. Nhấp cái này là ra luôn các bác này, nó ra rất là đều và đẹp luôn nhá. Đấy. Ngoài ra thì bên các bác có thể sử dụng đây cái cốc này. Nó sẽ là một cái dòng cốc để cho các bác có nam châm từ hít này. Đấy, dùng xong thì mình lại cho nó vào đây cho nó gọn này. Đấy, thứ nhất là chống bị mốc khi mà mình để ngược thì nó không khô được này. Và cái này nó sẽ có cho các bác là một cái đây. Một cái miếng dán như này, hai cái miếng dán như này các bác có thể đặt vào này. Đấy, đặt vào, mình dán vào rất là chặt luôn. Đấy. Đây em cũng dán thực tế luôn nên mà để từ năm nọ qua năm kia cũng rất là ok nhá. Đấy. Thì các bác dán xong là mình lại cho vào cho em là xong. Rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 180.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một dòng sản phẩm, đó là cái tăm nước các bác nhá. Cái tăm nước. Đây nó sẽ là một cái dòng tăm mà các bác sử dụng, khi mà sử dụng thì nó sẽ là sử dụng bằng nước chứ không phải các bác sử dụng bằng cái tăm truyền thống, mà nó sẽ là bằng nước. Đây, hình nó mô phỏng là đây nó sẽ có 4 đầu này. Một cái đầu để các bác dùng để vệ sinh kẽ răng này, một cái đầu để vệ sinh lợi này, một đầu để vệ sinh lưỡi này, và một cái đầu để các bác mài trên mặt răng này. Đấy, gọi là đánh răng đấy. Đấy, kỳ cọ trên mặt răng thì nó sẽ có 1, 2, 3, 4 cho các bác là 4 cái đầu nước như này. Đây, nó sẽ có cho các bác là 4 cái đầu nước này. Về nhà các bác lắp vào máy cho em này. Và một con máy này. Con tăm nước này thì các bác dùng nó rất là thích luôn. Đấy, rất là khỏe các bác này. Đấy, và nước nó sẽ hút ở đây nhá. Nước nó hút ở đây. Dung lượng pin của nó là 1200mAh này. Đấy, rất là ngon luôn. Đấy, về nhà các bác lắp những cái đầu này vào đây cho em, lắp vào đầu này vào đây. Đó là mình sử dụng thôi. Rất tiện ích. Thì con tăm nước này thì bên shop cũng bán rất là nhiều rồi. Đấy. Các bác nhấn tắt cái thứ này nó rất là tiện thôi, và các bác tháo cái đầu này ra này. Đấy. Tháo cái đầu này ra, sau đó thì mình cho nước vào đây, cho nước vào đây, sau đó thì mình nó sẽ dùng dạng như kiểu là máy bơm ấy, là nó sẽ dùng cái tia nước này để nó vệ sinh. Thì các bác không bị
không bị can thiệp vào răng lợi của mình thì nó không bị hỏng răng, hỏng lợi đâu nhá. Lên mã giúp cho em là tăm nước. Cái này bao nhiêu nhỉ? Lên mã giúp cho em là tăm nước, giá sẽ là 160.000 nhá. Đấy, tăm nước này. Giá sẽ là 160k cho một cái hộp tăm nước như này. Đó, tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái chai xịt chống thấm nhá. Đấy. Lên cho em là xịt chống thấm này. Cái này thì các bác chuyên dùng để chống thấm các cái phần như là nhà bị thấm dột này, các cái phần tường, rồi nói chung là đa di năng luôn. Đó, thì các bác xịt vào cho em. Đặc biệt là các cái phần bị thấm dột nhá. Đấy. Thì cách sử dụng rất là đơn giản thôi. Các bác lắc đều lên cho em. Trước khi dùng thì mình lắc kỹ, lắc đều lên cho em. Sau đó thì mình xịt. Đấy, mình xịt thì nó sẽ thấm đều trên các cái bề mặt, giúp cho các bác dùng là mình sử dụng là nó sẽ rất là an toàn nhá. Đây. Dù đây các bạn này. Đấy. Nó sẽ là các cái phần tử cao su non như này. Thì dùng các bác lắc đều lên cho em nhá. Lắc đều lên cho em. Đấy, để tránh cái việc là nó bị tắc nhá. Đấy, các bác lắc đều lên cho em, và khi mình bấm thì bấm dứt khoát nhá. Đấy. Đấy, tại vì cái đầu này của nó bao giờ nó cũng là hơi bị tắc một tí này. Đấy. Nó sẽ ở trên cái đầu trên này nó sẽ hơi bị tắc một tí, thì các bác dùng lắc đều và ấn mạnh cho em để khi mà nó ra là nó sẽ đẩy được cái phần tắc ở đầu ra. Đấy, đây. Các bác lắc kỹ, lắc đều cho em nhé. Đấy, đây, khi nó xịt nó sẽ ra như này các bác này. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có các cái phân tử cao su non này. Đấy, nó sẽ tan dần và nó chảy vào trong các cái phần lỗ thấm dột nhá, và nó sẽ giúp cho ngôi nhà của bác, phần tường, trần nhà và các nơi bị thấm dột là nó sẽ phủ hết kín hết luôn. Đấy, lên cho em là xịt chống thấm. Giá thì chỉ có cho các bác là 50k cho một cái chai xịt chống thấm như này thôi. 50.000 cho một chai xịt chống thấm như này nhé. Con này thì khá là tiện dụng luôn để các bác sử dụng. Đây, em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Gấp 2 lần. Đây là bình xịt chống thấm dột nano công nghệ Nhật Bản mới, hiệu quả gấp 2 lần, độ bền lên đến 10 năm. Trần nhà bị dột, tường nhà bị nứt, ống nước bị vỡ hay mái tôn bị thủng, tất cả sẽ được giải quyết nhanh chóng, hiệu quả tức thì. Thành phần cấu tạo gồm các phân tử cao su non, bổ sung thêm ion bạc và chất phụ gia cực kỳ an toàn với sức khỏe con người, khả năng siêu kết dính, đặc biệt là hoàn toàn kháng nước, chống nấm mốc nên được ứng dụng rộng rãi cho mọi nhu cầu hiện nay. Tồn tại bền vững trên tất cả các chất liệu, nhựa, kim loại, thép, bê tông, nhôm, gỗ, thủy tinh, các bề mặt khác. Khả năng chịu nhiệt lên đến 80 độ C, chống tia cực tím bất chấp nắng mưa, giải quyết nỗi lo thấm dột cho bà con. Bình xịt nano chống thấm dột quanh năm, khuyến mãi cực sốc duy nhất hôm nay. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000 các bác nhá. 50.000 cho một con bình xịt chống thấm như này rất tiện ích luôn. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái pin 18650 nhá. Đấy, pin 18650. Con này thì nó là dòng pin sạc, các bác có thể dùng đa di năng được luôn. Dung lượng pin của nó sẽ là 3,7V và 6800mAh. Các bác có thể mua về để mình đóng pin, mình dùng cho các cái thiết bị, hoặc là bên em bán thì nó rất là nhiều các cái dòng sản phẩm đang sử dụng cái pin này. Thì các bác có cái sản phẩm nào mà bị hỏng lỗi pin thì về nhà các bác có thể thay thế trực tiếp con pin này vào mình sử dụng cho em. Rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 30k cho một viên pin 18650 thôi nhá. Giá của nó sẽ là 30k. Đấy, lên cho em là pin 18650, giá sẽ là 30.000 nhá, 30.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái lọ keo đa năng xanh. Giá thì chỉ có 20k cho một típ như này thôi, và 50.000 ba típ cho cái keo đa năng xanh như này. Đây, nó sẽ là một lọ dung tích của nó là 60g. Con này các bác chuyên dùng để dán tất cả mọi chất liệu trên mọi bề mặt được luôn, và rất là bền chắc chắn. Giá sẽ là 20k cho một típ như này và 50.000 ba típ nhá. Lên mã giúp cho em là keo đa năng xanh. Đây, em sẽ có video thực tế luôn. Kết gần như mọi thứ, kể cả tình cảm của bạn với cờ rất. Đừng sử dụng đinh vít nữa, vì đã có keo siêu dính normal nào công nghệ Nhật Bản. Có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su. Dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dặn nước tình cảm với người yêu thì mua cái này về dán, đảm bảo sẽ lại dính lấy nhau nhé. Đó. Giá thì chỉ có 50.000 cho 3 lọ và 20.000 lọ nhá. Tiếp theo thì nay bên em tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đồ Tết này. Đấy, thì nó sẽ là một cái dòng sản phẩm cái nho khô. Ăn rất là ngon, dai, mềm, ngon, và hàng nó sẽ là hàng không phẩm màu, không chất bảo quản các bác nhá. Không phẩm màu, không chất bảo quản. Hàng của tập đoàn Samsung thì các bác biết rồi. Nó ăn rất là ngon luôn. Sản phẩm thì sẽ là một bịch nho như này. Đấy. Hàng của tập đoàn Samsung của Hàn Quốc nhá. Đấy, đây, Samsung này các bạn này. Đấy, tập đoàn Samsung của Hàn Quốc. Đấy, Samsung này. Đấy, và các kia công ty khác nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác
một cái bịch nho khô như này giá của nó sẽ là 100.000 nhá, 100.000 cho một hộp nho khô như này. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà, rất đẹp luôn. Đó, đây. Mã tem, mã vạch, mã cốt đàng hoàng, tập đoàn Samsung đây. Đấy. Các bác lên cho em là nho khô nhá, giá của nó sẽ là 100.000. 100.000 cho một bịch nho khô như này thì cái này nó khá là tiện ích luôn. Các bác có thể sử dụng để mình cho biếu tặng làm quà. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái thảm lau chân này. Cuối năm đến nơi rồi. Đấy, Tết nhất đến nơi là các bác cũng trang hoàng cho cái ngôi nhà mình nó thêm đẹp, thêm lộng lẫy. Kích thước của nó thì nó sẽ là 40 x 60. Đấy, thì bên em gọi nó là thảm 46 nhá. Chất liệu của thảm thì đây nó sẽ là một cái dòng thảm mà nó có cho các bác là mặt bên dưới là cao su non và bên trên của nó sẽ là một cái dòng ném trong cái đèn này. Bên dưới là cao su non, bên trên nó sẽ là một cái dòng nỉ như này nhá. Đây, như này. Một cái dòng nỉ như này các bác này. Đấy, thì khi mà các bác sử dụng ấy thì nó sẽ là khi các bác sử dụng ấy thì nó sẽ là rất là êm, mềm, mượt và dưới cao su non này thì bám dính rất là tốt luôn, không sợ bị trượt. Đấy, các bác có thể để cửa nhà tắm, nhà giếc thoải mái luôn, nó là cái dòng cao su non nó rất là bám. Bên trên thì nó sẽ là dòng nỉ như này, dùng không lo bị bong, bị xỉn nữa đâu. Đấy, bị mủn nữa đâu. Các bác có thể dùng quanh năm ngày tháng cho em được luôn. Kích thước của nó là 40 x 60. Thì lên mã giúp cho em đó là thảm 46 nhá. Thảm 46 giá là 45.000 cho một chiếc như này nhá. 45.000 cho một chiếc thảm này thôi. Giá rất hợp lý rồi. Đấy, nói chung là chất liệu đẹp, giá hợp lý. Thảm 46 giá sẽ là 45.000 một chiếc nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái đèn xoay nhá. Đèn xoay. Đấy. Lô này em về thì nó sẽ là dòng mẫu mới. Mẫu này của nó thì nó sẽ là dòng mẫu cắm trực tiếp có đuôi như này. Còn cái lô trước là nó có dây thì nó hết mất rồi. Đấy. Dòng này thì nó sẽ là dòng cắm trực tiếp như này các bác nhá. Cắm trực tiếp thì cũng rất là tiện thôi. Các bác cứ cắm trực tiếp vào trong nguồn điện có công tắc tắt bật như này. Đấy, không cần phải dùng dây nữa. Đây, em sẽ cắm thực tế cho các bác xem luôn. Đấy. Cắm trực tiếp vào này, sau đó thì bật công tắc lên này. Đấy là nó xoay thôi. Cái mẫu này của nó thì nó rất là đẹp các bác. Đấy, rất là đa dạng luôn nhá. Đó, con này thì rất đẹp các bác này. Đó, con này đẹp lắm các bác. Đấy, đây nó đang chạm vào tường, nó quay hơi chậm, bình thường nó sẽ quay nhanh hơn một chút các bác. Đó, đây. Ba theo. Đấy. Rất đẹp luôn các bác nhá. Đó, rất tuyệt vời luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000 nhá. 60.000 cho một con đèn xoay như này. Các bác lên cho em là đèn xoay nhá, giá của nó sẽ là 60.000 các bác nhá. Đó. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Huấn Phạm nhé. Hôm nay thì bên shop lại cập nhật rất là nhiều mã hàng mới thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Nay thì bên shop về cho bác một cái mẫu ổ điện mới nhá. Thì các bác lên cho em ổ này nó sẽ là ổ trắng này. Đấy, có công tắc đóng ngắt đây, em sẽ cắm điện trực tiếp vào cho bác xem luôn. Con này thì dây nó sẽ dài tầm khoảng là trên 1 mét các bác. Đấy, dây dài trên 1 mét. Đây. Đấy, nó tầm khoảng mét rưỡi gì đấy các bác nhá. Mét rưỡi, mét 8. Đây, cắm điện trực tiếp này. Bật công tắc lên các bác này. Đấy, bật công tắc lên có đèn báo nhá. Nó sẽ có 1 2 3 4 5 6 7 ổ cắm và có hai chân USB như này nhá. Hai chân USB để các bác cắm ổ USB vào đây cho em này. Đó, hai chân USB như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 60.000 nhá, 60.000. Lên mã giúp cho em đó. Các bác lên cho em là ổ trắng nhá. Con này thì các bác lên mã giúp cho em đó là ổ trắng. Giá sẽ là 60.000. Đó, lên mã giúp cho em đó là ổ trắng này. Đó. Ổ trắng giá sẽ là 60.000 nhá. 60.000 cho cái ổ trắng như này. Đấy, giá sẽ là 60.000. Đây, có công tắc này. Đấy, có công tắc đóng ngắt các bác nhá. Có công tắc đóng ngắt, có đèn báo các bác nhá. Con này thì giá sẽ là 60.000. Lên cho em là ổ trắng 60.000 này. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái dòng ổ xanh nhá. Đấy, thì đây nó sẽ là một con ổ xanh như này các bác này. Con ổ xanh này thì giá của nó sẽ là 50.000. 50.000 các bác nhá. Đó. Giá của nó sẽ là 50.000 các bác nhá. Con này thì nó sẽ là 1 2 này 3 4 này 5 6 ổ cắm và 3 chân USB nhá. 6 ổ cắm, 3 chân USB. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000. Đấy. Con này thì cũng có ổ cắm và có đèn báo các bác nhá. Có đèn báo luôn các bác này. Đấy, đây đèn báo đây các bác này. Đấy. Có đèn báo sáng như này, có 3 chân USB, có đèn báo sáng nhá. 3 chân USB có đèn báo sáng. Giá thì sẽ là 50.000. Các bác lên cho em là ổ xanh 50.000 nhá. Ngoài ra thì bên shop về cho các bác cái dây sạc béo này. Dây sạc béo này thì nó sẽ có cho các bác là đèn báo như này luôn. Đấy, có đèn báo như này. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một cái dây sạc béo như này. Giá của nó sẽ là 50.000 cho cái sạc béo như này nhá. Giá của nó sẽ là 50.000. Dây dài khoảng là 1 mét nhá. Đấy, khoảng từ 90cm đến 1 mét.
cắm điện và là có đèn báo nhá. Và dây của nó thì nó rất là to luôn, thì các bác dùng bền này. Đấy, dẫn điện tốt thì các bác sạc rất là nhanh. Và ưu điểm của con này là có đèn báo luôn, có đèn báo như này nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k. Dây này thì chống quấn, chống giật, chống đứt được hết các bác nhá. Đấy, rất là tốt cho các bác luôn. 50.000 cho một con dây to bự như này. Các bác lên cho là sạc béo, giá sẽ là 50.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop có cho các bác là cái sạc gầy. Đấy, cái này thì cũng chiều dài từ 90cm đến 1m. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30.000 nhá, 30.000. Đấy. Con sạc béo này thì Minh ơi. Con sạc béo này thì nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu tắt cái đèn này đi. Tắt đèn cho vỗ con muỗi đi, nó đang. Nó sẽ có hai màu nhá, màu xanh và màu đỏ này. Màu xanh màu đỏ thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác nhá. Đó. Ở đây nó sẽ là cái con sạc gầy này 30.000 này. Đấy, còn cái con ổ xanh này thì sẽ là 50.000 nhá. Coi lên cho là ổ xanh này. Đấy, ổ xanh. Giá sẽ là 50k. Con này thì dây dài khoảng 1m nhá, dây dài khoảng 1m. Con này sẽ là 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên cho em là vòng đá nhá, vòng đá. Đây là một cái con vòng rất là tốt luôn. Đấy thì nó cũng giúp cho các bác là đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông rất là đẹp như này. Thì các bác có thể dùng để mình đeo như này rất là đẹp các bác nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là vòng đá này, rất là đẹp luôn. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 35.000. Đấy, ở đây thì nó sẽ là có hình như kiểu là hình một con trâu hay con sư tử gì đấy các bác này, rất là đẹp luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là vòng đá nhá, vòng đá. Giá thì chỉ có 35k cho một chiếc vòng đá như này thôi. Các bác có thể đeo trang sức này, và ngoài ra thì nó sẽ giúp cho các bác là đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông cực kỳ là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là vòng đá nhá, vòng đá. Giá sẽ là 35k cho một cái vòng đá nhá, 35.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái máy đọc thẻ này. Đây, thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một thân máy này, một cáp sạc và một cái bộ thẻ. Có cái nút nguồn on off ở đây này. Về nhà các bác bật cái nút nguồn này lên cho em này. Đó. Sau đó thì các bác lắp cái thẻ vào cho em này. Đấy, lắp thẻ vào này. Đấy, lắp thẻ vào là nó sẽ tự đọc thôi. Đấy, đây các bác này. Có cả song ngữ. Bố. Father. Đấy, có cả tiếng Anh, cả tiếng Việt luôn nhá. Mẹ. Mother. Đó. Rất rõ ràng luôn, tiếng Anh, tiếng Việt các thứ đàng hoàng. Và ở đây thì nó sẽ có cho các bác là 212 thẻ này với các cái nội dung khác nhau nhá. Đấy, đầy đủ nội dung nhá. Gì giúp cho các trẻ em nó có thể học và ngâm cứu rất là tốt luôn. Đấy, và tránh xa điện thoại, máy tính bảng, nó cũng là một cái dòng đồ chơi công nghệ. Giá thì chỉ có cho các bác là 90k thôi. Lên mã giúp cho em đó là máy đọc thẻ nhá. Lên cho em là đọc thẻ này, máy đọc thẻ. Đọc thẻ, giá của nó sẽ là 90k cho một cái máy đọc thẻ như này nhá, 90.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ nồi 5 món nhá. Đấy. Các bác lên cho em là bộ nồi 5 món này, bộ nồi 5 món, giá thì chỉ có cho bác là 140k cho cái bộ nồi 5 món như này thôi. Đấy. Đây, con to nhất của nó thì khoảng 24cm nhá, và con nhỏ nhất thì khoảng là 12cm. Đấy. Thì các bác cứ nồi nào vung đấy cho em. Nồi nào vung đấy như này. Nồi nào vung đấy này các bác cứ đậy vào cho em là xong nhá. Đấy. Nồi nào vung đấy thì mỗi nồi là có một vung luôn. Đấy, nồi nào vung đấy là nó để lọt vào nhau như này. Đấy, để lọt vào nhau thì các bác dùng nó rất là tiện. Đấy. Nồi nào vung đấy, cứ thế là mình đậy vào nhau thôi. Đấy, rất là tiện ích luôn. Lên cho em là bộ nồi 5 món nhá. Bộ nồi 5 món. Đấy. 5 cái nồi luôn. Bộ nồi 5 món giá sẽ là 140.000. Bảo con kia giải tán. Bộ nồi 5 món này. Bộ nồi 5 món giá sẽ là 140k nhá, 140k cho bộ nồi 5 món. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác ít cái đồ của lính Mỹ nhá. Đồ của lính Mỹ thì sẽ bao gồm cho các bác là mũ này. Đấy, bên em sẽ có mũ này. Mũ, một cái mũ dàn di đẹp như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000 cho một cái mũ dàn di đẹp như này các bác nhá. Đấy, 80.000 cho một chiếc mũ dàn di đẹp như này các bác này. Đấy. Các bác lên cho em là mũ dàn di nhá, mũ dàn di. Giá của nó sẽ là 80k này. Đấy. Tiếp theo thì nó sẽ là một con thắt lưng Z như này, thắt lưng dù nhá. Các bác lên cho em là thắt lưng dù. Dòng này thì cũng rất là đẹp luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là ưu đãi luôn. Đấy, chỉ có cho các bác là 80k cho một con thắt lưng dù này thôi. Sử dụng thì cực kỳ đơn giản, các bác chỉ cần sập xuống này xong này. Đấy, rất là ngon lành cho các bác luôn. Hàng của thương hiệu Z nhá. Tuổi đời của con này thì từ năm 1941. Công ty của con này thì nó là chuyên sản xuất đồ lính Mỹ cho các bác luôn. Cái thắt lưng dù này thì các bác dùng chỉ có bao giờ mà chán thì vứt đi thôi, chứ không bao giờ hỏng được các bác nhá. Dòng này dùng không bao giờ hỏng được luôn. Đó, và rất là tiện này, các bác có tí tuổi là mình dùng nó rất là sướng. Chỉ cần sập vào này cho em xong. Đấy, khi mở ra thì các bác đẩy này nó ra này, sập vào này. Đấy, cứng cực kỳ luôn các bác nhá, dùng rất là thích này. Hàng của thương hiệu Z của Mỹ nhá. Hàng Z của Mỹ. Đó, còn đây thì nó sẽ là con mũ của lính Mỹ này. Đây. USA con này, USA. Đó. Thì combo cho các bác nhá. Đấy, thì các bác có thể mua combo hoặc là mua lẻ cũng được.
Đấy, các bác lên cho em là thắt lưng dù nhá, thắt lưng dù giá sẽ là 80 nghìn này. Đấy, hoặc là mũ dàn di nhá, mũ dàn di giá cũng là 80 nghìn luôn, mũ dàn di giá sẽ là 80 nghìn. Hàng đội ôm form đẹp quá nhá. Đấy, ôm form rất là đẹp luôn. Đấy, hàng ôm form rất đẹp, rất tuyệt vời cho các bác luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 80 nghìn thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái vật mũi thông minh nhá, vật mũi thông minh. Các bác lên cho em là vật mũi đứng này. Con này thì đây, các cái thông số điện của nó đây các bác này. Đấy, các thông số điện của nó đây. Đó, 5V 1A, 300V. Đó, đây. Thì con này của nó thì về nhà có cái đế như này, các bác cắm ở cái ổ USB nhà mình, hoặc các bác có thể mua cái ổ xanh, ổ trắng kia cũng được. Đấy, và đây các bác này. Đấy, nó sẽ đánh điện như này các bác này. Đấy, đánh điện rất là mạnh luôn. Thì con này rất là tiện nhá. Và có chức năng là đèn hồng ngoại như này thì có chức năng bắt muỗi tự động nhá, hoặc là sử dụng để vật muỗi bình thường. Giá sẽ là 150 nghìn nhá. Về nhà thì các bác chỉ việc để đứng như này thôi. Sau đó thì các bác cắm cái này vào chân USB và để thế này. Đấy là muỗi ruồi nó sẽ bay vào đây và nó sẽ chết nhá. Đấy. Lên cho em là vật vật đứng nhá, vật đứng. Giá sẽ là 150 nghìn nhá, vật đứng này. Đó. Vật đứng, giá của nó sẽ là 150k cho cái vật muỗi đứng như này, 150 nghìn. Nó bao nhiêu? Vật đứng 150 nghìn nhá. Đợt này về cho các bác giá tốt chỉ còn là 130k thôi, 130k. Đó, 130.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái mã sản phẩm đó là cái rổ vuông nhá. Đấy, rổ vuông thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là thế thôi. Bỏ cái bàn chải ấy. Rổ vuông nhá thì một bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 3 đôi nhá, 3 đôi. Đấy, nó sẽ có cho các bác là 3 chậu 3 rổ như này. 3 chậu 3 rổ như này. Hàng này của nó thì siêu dai luôn các bác này. Đấy, siêu dai luôn, các bác tha hồ sử dụng luôn. Siêu dai luôn, bẻ biết các thứ ok nhá. Các bác dùng để rửa rau nó rất là tiện này, rửa rau rồi đựng rau thơm, rau mùi, các loại rau dạ này. Đấy. Con to nhất của nó thì lên tới là 30 mấy sen cơ. Và con nhỏ nhất thì trên 20 sen. Đấy, một combo như này bao gồm cho các bác là 3 đôi nhá. Đấy, lên xem là bộ rổ vuông này. Bộ rổ vuông. Bộ rổ vuông giá sẽ là 90k cho cái bộ rổ vuông như này. Đấy, 90 nghìn nhá. 90 nghìn cho cái bộ rổ vuông như này. Hàng nhựa của Việt Nhật nhá. Hàng nhựa Việt Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Hai lớp bộ rổ vuông. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái vỉ bàn chải nhá. Vỉ bàn chải. Bao tiền vỉ này nhỉ? Các bác lên cho em là vỉ bàn chải nhá. Đấy, hàng thì hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đây. Đấy. Một vỉ này của nó thì sẽ bao gồm là 1 2 3 4 5 6 cái này. 6 cái bàn chải này. Đấy, đủ màu cho các bác luôn. 6 bàn chải đủ màu. Dòng này thì của nó thì chuyên chống viêm nếu viêm lợi, đau lợi và chảy máu chân răng nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là vỉ bàn chải nhá. Đấy, vỉ bàn chải. Vỉ bàn chải này. Đó, vỉ bàn chải chuyên các bác chuyên dùng để mình đánh răng rất là ok luôn. Đấy, đầu bàn chải này. Hả? 35.000 nhá. 25.000. Đấy, 25k cho một vỉ bàn chải như này bao gồm là 6 chiếc thôi nhá. Giá siêu rẻ cho các bác luôn. Bình thường nếu các bác ra chợ mà mua một vỉ một cái bàn chải không đã 20 25.000 rồi. Thế mà đây em bán 25.000 cho 6 chiếc luôn. Đấy, 25.000 cho 6 chiếc như này. 1 2 3 4 5 6 nhá. Đấy, hàng tuyệt đẹp cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn bão quạt nhá, đèn bão quạt. Đấy, đèn bão và có quạt các bác này. Đây nó sẽ làm con đèn như này, kéo lên là nó sáng này. Ngoài ra thì nó sẽ có chức năng cho bác là quạt mát này, rất là mát luôn các bác này. Đấy. Các bác nghe cái tiếng gió nó kêu là các bác đã biết cái độ mát của nó rồi. Dòng này của nó thì siêu mát luôn các bác nhá. Gió rất là mạnh luôn, các bác có thể mở ra như này được này. Đấy, mở ra như này. Gió rất là mạnh các bác nhá. Gió vù vù luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100k tròn cho một con đèn bão như này, có pin năng lượng mặt trời, có cả chân sạc cho các bác luôn. Đấy, nó sẽ có sẵn chân sạc về nhà các bác chỉ việc là cắm trực tiếp điện 220 cho em. Đấy. Đây, có sẵn chân sạc như này rồi. Về nhà các bác cắm trực tiếp sạc điện 220V cho em nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái đèn bão quạt như này, đèn bão quạt như này giá chỉ có cho các bác là 100k thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn bão quạt nhá. Đèn bão quạt này. Đèn bão quạt giá sẽ là 100k cho một em đèn bão quạt như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái bộ quần áo mưa nhá. Bộ quần áo mưa, hàng thương hiệu Tú Phong, hàng Việt Nam chất lượng cao, mặc vào nó sẽ đúng như này. Đấy, chất liệu của nó thì chống thấm các thứ rất là tốt luôn. Size của nó sẽ là size 3XL, size to này. Đấy, chất liệu của nó thì các bác mặc giày nắng, giày mưa đều được hết nhá. Đấy, giày nắng đều mưa được hết. Giày nắng thì sẽ là chống nắng rất là tốt luôn và giày mưa thì sẽ là chống mưa. Đó, và đặc biệt là miền Bắc thì nếu mà trời lạnh các bác mặc thì rất là ok luôn đây các bác này. Đấy, chất của nó đây các bác này. Đấy, hai lớp luôn các bác nhá. Rất là tuyệt vời luôn, cả quần cả áo luôn. Đấy, lên trên là bộ quần áo mưa. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 195.000 nhá. Đấy, lên trên là bộ quần áo mưa. 195k. Đó, bộ quần áo mưa này. Quần áo mưa giá sẽ là 195k.
Con này em bán là giá siêu rẻ đấy. Các bác mà ra ngoài cửa hàng, nếu họ bán cho các bác là tầm 300 nghìn cơ. Tầm 300 nghìn. Nhưng mà hàng online thì em bán cho các bác giá rất là tốt luôn. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Huấn Phạm thôi nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc bom hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop về cho bác cái mẫu bình tông con này. Đấy, bình tông đây. Con này thì dung tích của nó sẽ là 2 lít. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Nga này. Đấy, CCCP. Đó, hàng này thì nó sẽ là hàng của quân đội Nga và chuyên phục vụ cho quân đội. Có một cái bao da như này, các bác dùng thì mình có thể dùng để mình đeo hoặc sách rất là tiện nhá. Đeo hoặc sách mang theo bên người thì mình có thể dùng để mình mang nước lọc này, nước uống này, rượu bia này, rồi là các cái đồ nước mình đựng vào đây. Hàng bằng inox 304, dày dẫn chắc chắn, và cái giá thì khá là hợp lý cho các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là bình tông nhá, bình tông. Giá sẽ là, lên cho em là bình tông này. Đó. Bình tông, giá của nó sẽ là 130k nhá. 130k thì cái mã bình tông này, 130.000. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái một cái bình mẫu mới này. Đấy, cái bình mẫu mới như này về các bác này. Đấy. Bình này thì cũng là một cái bình đựng nước rất là tiện luôn. Các bác ngoài đựng nước thì mình có thể đựng rượu bia này. Đấy. Hàng này thì nó sẽ là hàng của quân đội các bác này, rất là tiện ích cho các bác luôn. Con này thì dùng cực kỳ là ngon nhá. Đây, nắp xoáy nắp xiếc của nó này, có hết chống mất nắp nhá, chống mất nắp, ren giếc các thứ cực kỳ ngon lành luôn. Đấy. Và có một cái dây dù đeo như này các bác này, có cái dây dù đeo như này thì các bác có thể mang nước đi học này, đi làm, đi công trình này. Đấy, rất là tiện nhá. Đấy, chuyên để đựng nước lọc để uống các bác nhá. Đấy, chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng nhôm nhá, bằng nhôm. Con này thì bằng nhôm này, mà nhôm thì các bác biết rồi, dùng nó rất là bền, đẹp, chắc chắn nhá, không lo bị móp méo này. Hàng dày dẫn chắc chắn ngon lành cho các bác này. Dòng này thì bên shop về nó sẽ có hai mẫu nhá, mẫu 1 lít và mẫu 2 lít như này. Đấy, thì các bác lên cho em là bình xanh nhá, nó màu xanh quân đội như này. Đó, màu xanh quân đội như này thì các bác lên cho em là bình xanh. Con 1 lít này thì sẽ là 70.000 và con 2 lít này là 90.000. Giá cực kỳ là tốt cho bác luôn, giá rất rẻ và giá cực kỳ là tốt cho bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là bình xanh này, đó, bình xanh. Một dòng thì 1 lít thì sẽ là 70k nhá, 70k. Đó, còn con 2 lít thì sẽ là 90k. Đấy, 2 lít sẽ là 90.000. Đây, bình xanh nhá. Con này 1 lít này, 1 lít giá sẽ là 70k cho con bình 1 lít như này nhá. 70.000 cho một con bình 1 lít như này thôi. Đấy. Còn con này thì 2 lít sẽ là 90k nhá. 90k cho một em 2 lít như này. 90k các bác nhá. Đấy, thì em đã giới thiệu cho các bác rồi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái ép tỏi của Đức này. Đấy, ép tỏi của Đức. Hàng của thương hiệu Winling hay hình người của Đức này. Đấy, Winling hay hình người đây của Đức. Con này thì chuyên dùng để các bác dùng để ép tỏi này, ép hành này, gừng này, rồi các cái loại gia vị dùng rất là ngon luôn. Đấy. Giá thì sẽ là 100k nhá. Các bác lên cho em là ép tỏi này. Giá của nó sẽ là 100k cho một con ép tỏi như này. 100.000 cho một con ép tỏi như này. Rất tiện lợi cho các bác luôn. Ở đây thì các cái đầu này của nó thì nó sẽ là rất là dày, dày và nhiều đầu, như là khi các bác ấn vào các bác là nó đẩy lồi hết này luôn. Thì là cái tỏi hành của các bác nó sẽ rất là nát và nó sẽ chiết ra được nhiều nước, thì các bác dùng thì nó rất là thơm nhá. Đấy, lên cho em là ép tỏi, giá sẽ là 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái khò ga đại nhá, khò ga đại. Con này thì giá chỉ có 120.000 cho con khò ga đại như này thôi. Hàng thì của thương hiệu Kabushi nhá, hàng thương hiệu Kabushi Japan này, hàng nội địa của Nhật nhá. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 120.000. 120k cho một con khò ga đại như này. Đấy. Đầu của nó thì là bằng đồng hết này, đầu bằng đồng, giữ nhiệt rất là tốt luôn và là đánh lửa tự động nhá, đánh lửa tự động như này. Đầu bằng đồng, giữ nhiệt tốt, đánh lửa tự động thì các bác dùng nó rất là tiện. Và giá thì con này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 120.000 cho một con khò ga đại như này. Các bác lên cho em là khò ga đại 120.000 nhá, khò ga đại 120.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái sơn xịt chống thấm nhá. Đấy, các bác lên cho em là xịt chống thấm. Con này thì chuyên dùng để các bác đưa vào các cái vị trí như là bị nứt này, bị thấm rột này. Đấy, phủ lên các cái bề mặt rất là tốt luôn. Giá sẽ là 50k cho một cái chai xịt chống thấm như này. Lên cho em là xịt chống thấm này, xịt chống thấm. Giá của nó sẽ là 50k nhá. 50.000 cho một xịt chống thấm như này. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Các bác này. 10 năm. Đây là bình xịt chống thấm rột nano công nghệ Nhật Bản mới, hiệu quả gấp 2 lần, độ bền lên đến 10 năm. Trần nhà bị rột, tường nhà bị nứt, ống nước bị vỡ hay mái tôn bị thủng, tất cả sẽ được giải quyết nhanh chóng, hiệu quả tức thì. Thành phần cấu tạo gồm các phân tử cao su non, bổ sung thêm ion bạc và chất phụ gia cực kỳ an toàn với sức khỏe con người, khả năng siêu kết dính, đặc biệt là hoàn toàn kháng nước, chống nấm mốc nên được ứng dụng rộng rãi trong mọi nhu cầu hiện nay. Tồn tại bền vững trên tất cả các chất liệu, nhựa, kim loại, thép, bê tông, nhôm, gỗ, thủy tinh, các bề mặt khác. Khả năng chịu nhiệt lên đến 80 độ C, chống tia cực tím bất chấp nóng mưa, giải quyết nỗi lo thấm rột cho bà con. Đó, giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 cho một con bình xịt chống thấm này thôi các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái mẫu bóng đèn nhá. Đấy, thì các bác lên cho em là đèn 4 cánh mini này. Đấy,
Con này sẽ là dòng 4 cánh mini như này. Công suất của nó sẽ là 28W nhá, 28W các bạn này. Đấy, 4 cánh mini 28W. Con này thì siêu sáng luôn, rất sáng quá nhá. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đây, 40.000 cho một con bóng như này thôi các bạn này. Rất sáng luôn các bạn. Đấy, sáng chói chang luôn và nó ưu điểm của nó là nhỏ gọn nhá. Các bác có thể dùng rất là tiện, mang đi mang về rồi. Bây giờ bình thường các bác mua một quả bóng LED bình thường, nếu mà hàng mà được sáng như này và chất lượng như này thôi, giá đã phải là 570.000 nhá. Đấy. Vậy một quả bóng 4 cánh đẹp như này. Đấy, có thể gấp gọn mang đi công trình này. Đấy, rất là gọn gàng luôn nhá, rất gọn gàng luôn. Các bác có thể dùng rất là đa di năng nhá. Đấy. Lên cho em là đèn 4 cánh mini nhá, 4 cánh mini. Giá thì chỉ có cho các bác là 40.000 thôi. Đấy, bóng đèn 4 cánh mini, giá sẽ là 40.000 nhá. Đấy. 4 cánh này. Đấy, 4 cánh mini, giá sẽ là 40.000 cho một chiếc nhá, 40.000 cho cái bóng đèn như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn 5 cánh nhá. Đây, đèn 5 cánh này. Con này thì siêu sáng luôn. Đấy, siêu sáng luôn. Con 5 cánh này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cũng rất là tốt luôn. Đấy, chỉ có cho các bác là 120.000 thôi nhá. Hả? 120.000 thôi các bác nhá, 120.000 thôi. Rất sáng luôn con này. Đấy, 120.000. Ngoài ra thì bên shop có một cái mẫu e-form như này và dòng 8 cánh nhá. 8 cánh của nó thì sẽ là 190.000 cho con 8 cánh, thì nó chỉ thêm 3 cánh thôi. Còn con này của nó thì công suất là 100W và giá của nó thì sẽ là 120.000 cho dòng 5 cánh, và dòng 8 cánh của nó thì sẽ là 190.000. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ điều khiển từ xa này. Đấy, thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một con điều khiển như này. Đấy, và một cái con nguồn như này các bác nhá, một con nguồn. Đấy, một con nguồn, một con điều khiển như này và có dâu nhá. Con này thì khoảng cách xa của nó thì nó sẽ được vào khoảng là xa thì và này. Cái bơm của các bác đây nhá, thì mình cắt đôi nó ra. Thì cái dây phích cắm ấy thì mình sẽ đấu vào cái chân 1 2 này. Đấy, dây phích cắm các bác đấu vào chân 1 2 cho em nhá. Đấy là đầu nguồn vào này. Đấy, đầu nguồn vào. Còn đầu ra khi đấu vào máy bơm thì các bác đấu cho em là chân 3 4 nhá. Bên này thì các bác đấu ra cái nguồn của máy bơm nhá. Đấy là chân 3 4 nhá. Đầu vào là 1 2 và đầu ra thiết bị là 3 4. Sau đó thì các bác điều khiển cho em thôi. Đấy. Ở đó thì các bác điều khiển cho em là xong. Ok nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cắm vào. Đấy, bây giờ cắm vào này. Các bác nhà mình cắm điện vào là được nhá. Có thể điều khiển từ xa được luôn này, bạn này. Đấy, tắt này, với khoảng cách là 100m trở lại nhá. Đấy, khoảng cách là 100m các bác nhá. Đấy là ok ạ. Đấy, tắt bật máy bơm các thứ rất là ngon luôn. Ngoài máy bơm thì các bác có thể dùng là bóng đèn này hay là các cái thiết bị khác nhá. Đấy, đều ok hết. Và giá thì bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá chỉ có 95.000 cho một cái bộ điều khiển từ xa này thôi nhá. Đó. Được rồi. Các bác lên cho em là điều khiển từ xa nhá. Đấy, điều khiển à, bên em có cái bộ là cắm trực tiếp và bộ này là bộ đấu nối nhá. Đấy, điều khiển đấu nối đen. Giá sẽ là 95.000. Đó, 95.000 cho cái bộ điều khiển đấu nối đen như này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là điều khiển đấu nối đen nhá. Đấy, nó màu đen như này. Và giá thì sẽ là 95.000 một bộ này thôi. Giá siêu rẻ luôn. Điều khiển này, đấu nối này. Đó. Cái này thì các bác về phải đấu nối nhá. Và màu đen, giá sẽ là 95.000. Ngoài ra thì bên shop có cái con cắm trực tiếp này. Lấy cho anh tí nào. Tiếp theo thì em về cho bác sản phẩm đó là cái máy đuổi chuột này. Đấy, con này thì chuyên đuổi chuột rồi côn trùng kiến gián các bác nhá. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác một con máy đuổi chuột như này. Giá của nó sẽ là 35.000 nhá. 35.000 cho một con máy đuổi chuột như này. Thì con này các bác có thể dùng để đuổi chuột này, côn trùng này, kiến gián đều ok hết nhá. Đấy, chuột, côn trùng, kiến gián đều ok hết, nhưng mà thiên về đuổi chuột nhiều hơn. Lên cho em là máy đuổi chuột, giá sẽ là 35.000. Đó. Máy đuổi chuột này, đó. Máy đuổi chuột giá sẽ là 35.000 nhá, 35.000. Đấy, con này thì dùng nó rất là tiện luôn. Nhà các bác có chuột, côn trùng, kiến gián đều ok hết nhá. Chuột và côn trùng thông minh, tuy không phát ra tiếng ồn nhưng lại phát ra tần sóng âm xung khắc với các loài chuột cũng như các loại côn trùng gây hại khác. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chúng ta chỉ cần cắm trực tiếp vào ổ điện thôi ạ. Mỗi máy sử dụng được trong phạm vi bán kính 100m² là máy sẽ phát huy công dụng tối đa nhất quý anh chị nhé. Sản phẩm được nhập khẩu từ Mỹ, kiểm định an toàn của Hoa Kỳ nên tuyệt đối không ảnh hưởng tới sức khỏe con người và vật nuôi đâu ạ. Các anh chị nhà mình dẹp hết giúp em các loại bình xịt kiến gián muỗi gây hại cho sức khỏe đi ạ. Lycomas xin chào quý anh chị ạ. Trên tay em hôm nay đang cầm là chiếc máy đuổi chuột và côn trùng thông minh. Tuy không phát ra tiếng ồn nhưng lại phát ra tần sóng âm xung khắc với các loài chuột cũng như các loại côn trùng gây hại khác. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chúng ta chỉ cần cắm trực tiếp vào ổ điện thôi ạ. Mỗi máy sử dụng được trong phạm vi bán kính 100m² là máy sẽ phát huy công dụng tối đa nhất quý anh chị nhé.
Sản phẩm được nhập khẩu từ Mỹ, kiểm định an toàn của Hoa Kỳ nên tuyệt đối không ảnh hưởng tới sức khỏe con người và vật nuôi đâu ạ. Các anh chị nhà mình đẹp hết các bên, các loại thịt xịt kiến rán muối gây hại cho sức khỏe đi ạ. Nó rất tiện các bác nhé. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship qua nha. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc chủ đơn nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc cho khách hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Mã sản phẩm đầu tiên em lên các bác đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô dây thắt lưng nhá. Đấy, thắt lưng hàng của Mỹ này. Hàng này về thì lô này về đầu rất là đẹp luôn các bác, đầu rất là đẹp luôn. Đây. Đấy, mặt của nó cũng rất là đẹp luôn. Mặt của nó là rất là đẹp. Mặt thì mặt đúc liền rất đẹp luôn. Giá thì sẽ là 180.000 nhá, 180.000 cho một con thắt lưng như này. Mặt tráng gương mạ vàng 18 carat rất là đẹp luôn. Hàng của Mỹ thì chấm hết rồi quá nha. Hàng của Mỹ thì chấm hết rồi. Đây. Made in USA quá này, Made in USA. Hàng của Mỹ cực kỳ chất lượng và xịn sò các bác luôn. Hàng về thì nó sẽ là hàng da bò thật 100%. Các bác lấy máy lửa đốt thoải mái cho em. Đây, Made in USA nha, hàng của Mỹ nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 cho một con thắt lưng Mỹ như này. Đấy, các bác lên cho em là thắt lưng da bò Mỹ nhá. Thắt lưng da bò Mỹ 180.000. Dòng này của nó thì nó sẽ là dòng lẫy con lăn, chiều dài từ 1m1 đến 1m3. Đấy, hàng về theo lô và là hàng da miếng tự nhiên, cho nên là nó chiều dài của nó sẽ là tùy theo nhá. Đấy, nhưng mà thấp nhất của nó cũng là 1m1 đến 1m3. Mặt của nó thì mặt tráng gương cực kỳ là đẹp như này. Mặt tráng gương mạ vàng 18 carat siêu đẹp luôn. Đó, mặt rất đẹp quá nhá. Cực kỳ nổi luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000. Đó, 180.000 cho một con thắt lưng như này. Chất liệu của nó 100% da bò tự nhiên. Đây. Đấy, em đang so sánh hai cái như này đã không bằng nhau rồi các bác nhá. Đấy, nó không bằng nhau rồi các bác này. Đó, thì tức là hàng da thật 100% luôn. Lên mã giúp cho em đó là thắt lưng da bò nhá. Thắt lưng da bò này, thắt lưng da bò Mỹ này. Da bò Mỹ, giá sẽ là 180k một em nhá. 190.000 quá nhá. Đấy, xin lỗi các bác. 190.000 một em thắt lưng da bò Mỹ này. Ngoài ra thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái ví da bò nha, ví da bò. Đấy. Con này cũng là 100% da bò tự nhiên. Hàng làm cực kỳ là kỹ cho các bác luôn, cực kỳ là kỹ, dày dẫn chắc chắn nhá. Đấy. Đây. Có tem mác các thứ đầy đủ nhá. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn. Đây. Hàng made in USA này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 120.000 nhá. 120.000 cho một con ví da bò như này. Cũng có cho anh em các bác là hai màu, một màu đen và một màu nâu nhá. Đấy, có hai màu, màu đen màu nâu cho các bác lựa chọn đây. Đấy, màu đen màu nâu như này, chất liệu 100% da bò tự nhiên, hàng cực kỳ là đẹp cho các bác luôn, hàng rất đẹp các bác nhá. Đấy, có cả thẻ bảo hành các thứ đàng hoàng đây, thẻ bảo hành các thứ đàng hoàng. Đấy, rất tuyệt vời cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn các bác nhá. Đấy, giá rất tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là ví da bò nhá. Ví da bò sẽ là 120k, 120.000 cái ví da bò như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái ổ điện vàng nhá. Ổ điện vàng như này. Con này thì hàng này là dòng ổ đúc của Nhật nhá, ổ đúc của Nhật. Dòng này của nó cũng là dòng chống va đập này, chống va đập cực kỳ là tốt luôn. Các bác dùng thì cực kỳ yên tâm nhá. Con này thì giá chỉ có 45k thôi. Lên cho em là ổ điện vàng nhá, cầm cho anh cả cái ổ B1 đây. Ổ điện vàng giá sẽ là 45k nhá. 45k cho một cái ổ điện vàng như này. Đó. Ngoài ra thì bên shop cũng có một cái ổ vàng như này thì bên shop lên tên nó sẽ là ổ điện B1 nhá. Đấy, ổ B1 này. Con ổ B1 này thì giá của nó sẽ là 65.000 nhá. Các bác lên cho em là ổ B1 nhá. Ổ B1 giá sẽ là 65k. Đấy, các bác lưu ý cho em tránh nhầm lẫn nhá. Nó hai con đều màu vàng cả thì con này em lên là ổ điện vàng. Đấy, 5 chân như này và con này chỉ có 45.000 thôi. Còn con này thì nó sẽ là 65.000 cho một con như này. Đấy, con này chỉ có 3 chân có điện báo, về nhà các bác xoáy cái này ra cho em sau đó thì mình kết nối vào. Hai con này thì đều là dòng của Nhật chống va đập rất là tốt luôn các nhá. Đấy, rất là ngon lành các bác luôn. Đó, đập phá thoải mái như này. Sản phẩm này thì sẽ bao gồm cho các bác là chống va đập cực kỳ tốt và con này thì 3 chân và con này thì 5 chân. Giá thì đều là rất hợp lý rồi. B1 này sẽ là 65.000, con này là ổ điện vàng 45.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái con đèn sông tinh dầu muỗi nhá. Đấy, bộ này sản phẩm về thì nó sẽ là hàng của Nhật cực kỳ là hit hot cho các bác luôn. Đây, hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác nhá. Đấy. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Và giá thì con này đang gửi tới các bác cái giá đó là cái này bao nhiêu nhỉ? Cái này 120.000 nhá. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một đèn sông như này. Về nhà các bác cắm trực tiếp cái đèn này vào điện 220 cho em. Công tắc đây, tắt bật lên này. Và các bác xoáy cho em cái lọ tinh dầu này vào này. Đấy, một lọ này, một các bác mua cho em là một hộp này là mình về mình dùng quanh 5 ngày tháng cho em, dùng quanh 5 ngày tháng cho em nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp nhá. Đấy, an toàn cho bà mẹ và trẻ em cho nên là các bác yên tâm sử dụng. Giá sẽ là 120.000 nhá. Mà các bác có tới 4 lọ sông tinh dầu cho em luôn. 4 lọ sông tinh dầu.
Đấy, lên cho em là đèn sông tinh dầu muỗi nhá, sông tinh dầu muỗi này. Đấy, sông tinh dầu muỗi, sông tinh dầu muỗi, giá của nó sẽ là 120k nhá, 120.000 cho cái sông tinh dầu muỗi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái cây sâm thịt nhá, cây sâm thịt đây. Đấy, đây nó sẽ là một cái cây sâm thịt như này. Thì các bác dùng để mình sâm thịt này. Đấy rồi chiên đồ nướng các thứ rất là ok nhá. Đấy, chiên đồ nướng thì các bác sâm mà sau đó tẩm gia vị cho em. Đây, nó sẽ là các cái đầu kim như này bằng inox thì dùng nó rất là tiện ích. Và giá thì chỉ có cho các bác là 25.000 cho cái cây sâm thịt như này thôi nhá. Giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Đấy, lên mã giúp cho em đó là cây sâm thịt, giá sẽ là 25k cho một cái cây sâm thịt như này. Đấy, lên cho em là cây sâm thịt, giá sẽ là 25.000 các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái cân tiểu ly nhá. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cân và một đôi pin như này. Lô này về thì sẽ có pin mà các bác lắp pin vào cho em là mình cân thôi. Đấy. Con này thì nó sẽ là cân được 5 cân. Đấy thì các bác lên cho em là cân 5 nhá, cân 5. Giá sẽ là 50.000. Đó, cân 5. Đấy, con này có chức năng trừ bì luôn. Cân 5, giá sẽ là 50k, rất tiện ích cho các bác luôn. Chuyên dùng trong nhà bếp nhá. Các bác chỉ cần lắp pin vào cho em là mình sử dụng thôi. Có chức năng trừ bì và cách sử dụng thì cũng rất là đơn giản này. Đấy, bên em thì lô này về nó có sẵn pin rồi. Đấy. Có sẵn pin rồi, về nhà các bác tháo ra cho em này. Đấy, lắp pin thì lắp đúng đầu giúp cho em. Pin ưu tiên là lắp đúng đầu nhá. Lắp đúng đầu thì mới sử dụng được này. Đấy, lắp pin đúng đầu sau đó thì các bác đấy, nguồn nó sẽ lên luôn và các bác muốn trừ bì thì đây, ví dụ em cân cái điện thoại này, nó sẽ là 210 mấy gram đấy. Đấy, 216 gram này. Các bác nhấn nút nguồn như này thì nó lại về không, và các bác muốn cân tiếp thì các bác đặt lên này nó sẽ cân tiếp này, rất đơn giản vậy thôi nhá. Đó, không có gì là phức tạp cả. Giá thì chỉ có 50 cành cho một cái con cân như này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bình 20 nhá, dung tích là 2 lít. Con này thì 2 lít cả vỏ. Và con này thì các bác chỉ dùng để mình đựng nước lọc, nước uống thôi, chứ nó không giữ nhiệt được, cho nên là các bác không dùng để giữ nhiệt đâu nhá. Giá thì đang thanh lý gửi tới các bác cái giá đó là 80k cho một cái bình 2 lít như này các bác này, bình 2 lít như này. Và bên shop gọi nó luôn là bình 20 nhá, bình 20. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bình 20. Con này giá của nó sẽ là các bác lên trên là bình 20, giá sẽ là 80.000 nhá. Bình 20 này. Bình 20, giá sẽ là 80k cho một con bình 20 như này nhá. 80k trong con bình 20 như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái lọ đây. Đây nó sẽ là một cái lọ để cái hũ để các bác đựng muối mắm mì chính này. Đấy. Thì các bác lên trên là hũ gia vị. Một hũ như này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 15.000 nhá. Có kèm một cái thìa như này. Kèm cái thìa này thì về nhà các bác chỉ cần lắp cái thìa này vào để mình xúc này. Gia vị này hàng bằng thủy tinh nhá, cực kỳ dày dặn chắc chắn an toàn. Đấy, sử dụng thực phẩm thì cực kỳ an toàn luôn các bác. Dùng thủy tinh cho em là an toàn nhất nhá. Đấy, đừng nên dùng nhựa, nhựa thì nó sẽ có rất nhiều hạt nhựa nhỏ nhá. 15k trong cái lọ thủy tinh như này. Và tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đuôi lò xo nhá. À xin lỗi các bác là đó là đuôi đèn cảm ứng nhá. Đấy, cả đuôi cả phích cắm biết như này cho em luôn. Nó rất là tiện. Con này thì các bác lắp trực tiếp vào cái nguồn điện nhà mình, sau đó thì xoáy bóng đèn vào. Bóng đèn cho em là từ khoảng đây. Đấy. Các bác này. Và khoảng cách của nó thì từ 2 đến 6 mét thì có người đi đến thì nó sẽ sáng và đi qua nó sẽ tắt nhá. Và cảm biến cả ngày cả đêm luôn. Đấy, lên cho em là đuôi cảm ứng, giá sẽ là 60k cái đuôi cảm ứng như này nhá. 60.000 cho một cái đuôi đèn cảm ứng như này. Con này thì rất là tiện luôn. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn nhá. Đây các bạn này. Tự động bật tắt khi có người. Mình đang thay cái đuôi đèn cũ bật tắt bằng công tắc, chuyển qua xài đuôi đèn cảm biến những cái nơi như là nhà tắm hay là nhà vệ sinh mỗi lần ra vô có chút xíu. Bây giờ không phải tắt mở công tắc nữa. Người bước vào đèn sáng, bước ra sau một khoảng thời gian đèn tự tắt. Ở trên này các bạn có thể điều chỉnh chỉ sáng ban đêm hoặc cả ban ngày, rồi chỉnh được thời gian đèn tắt. Cái cảm biến của nó bắt xa nhất được 8 mét, nên các bạn thoải mái lắp trên cao, mang về chỉ tính lắp ở trong nhà thôi. Thế là mẹ mình bảo, hay là mày lắp để trống trộm cho chuồng gà nhà tao đi. Cũng hợp lý phết nha, nhưng mà cái đuôi này lắp ngoài trời phải che lại nha. Nói chung là rẻ, tiết, giá một cái chỉ bằng cốc trà sữa. Anh em cốt lần 3 cái để được miễn phí ship nha. Rồi, ok các bác nhá. Hello, chào các bác quay trở lại với Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Hôm nay thì bên shop về cho các bác cái mẫu xịt nhà tắm nhá, xịt nhà tắm mẫu mới. Con này thì của nó sẽ là dùng bằng cái loại bọt kem. Đấy, cho nên khi các bác dùng nó rất là thích, lắc đều lên cho em, sau đó thì các bác xịt ra. Đó. Cái này nhìn nó có một cái lẫy khóa. Đây cái này các bác bóp này cho em nó sẽ ra. Đấy, và đây là nó sẽ là cái dạng bọt tuyết như này. Đấy. Thì các bác tẩy nhà tắm, nhà vệ sinh nó rất là sạch sẽ luôn. Và cái này của nó là hương tự nhiên, nó thơm nhá. Và nó không bị ăn sứ, ăn men các kiểu, và dùng rất là tốt luôn. Giá thì sẽ là 50k nhá.
Khuyến mãi giúp cho em đó là xịt nhà tắm 50k cho một cái lọ xịt nhà tắm như này. Đấy thì con này của nó là hương tự nhiên, thì các bác có thể xịt vào tất cả các loại đều ok hết nhá. Đấy, các cái loại vòi sen rồi các cái đồ sứ, đồ inox đều ok hết. Và cái này thì nó không bị ăn mòn và không ra tay và mùi rất là thơm luôn. Đấy, tức là hương liệu tự nhiên thì mình dùng nó rất là an toàn. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái 7 màu nhá. Đấy, bộ lục giác 7 màu. Đấy thì giá sẽ là 130.000, 130k cho một cái bộ lục giác 7 màu như này các bác này. Đấy, đấy. Rất là đẹp luôn. Cái này thì để các bác dùng để sửa chữa đồ lặt vặt trong gia đình, có những cái đồ điện, đồ gì đầu lục giác thì các bác dùng. Đấy, nó sẽ là một cái bộ lục giác như này. Các loại ốc mình dùng để mình sửa chữa đồ đạc đó. Cái này bên em đang bán là 130k, đợt này xả cho bác còn 90k thôi, 90.000 các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ kìm nhá. Đấy. Quạt nó bằng tích điện đấy. Cái này dùng mất điện rất là tiện này. Đây. Đấy. Mất điện thì bật công tắc lên này. Bán lắm. Cái này là đi 380 à? 380. Cô bác ơi, cái này nó dùng bằng pin này nó tiện chứ. Mất điện mất điếc là mình dùng tiện lắm này. Đấy, 380.000. Đấy, mất điện thì mình cứ cắm sạc vào thôi, lúc nào mất điện nhà có trẻ con trẻ nhỏ mình dùng. Đấy, đi ngủ nhà không trẻ con mà mất điện là chết dở luôn, nó khóc. Đó, nhưng mà cái này dùng nó tiện từ 5 đến 10 tiếng luôn. Ở pin này từ 5 đến 10 tiếng. Đấy. Dùng bác mất điện mà cũng. Cái này rất là tiện luôn. Đó. 380.000 rất là mát, có số 1 và số 2. Đấy, mát lạnh luôn. Đồng hồ kìm thì giá sẽ là 230.000 và bên em bao ship nhá, 230k. Cái này các bác nên mua, nó thực dụng luôn. Đó, 230.000 các bác đo kìm rồi đo vôn kế ampere để ok hết nhá. Giá sẽ là 230.000. Có đo ôm, đo ampere, đo vôn kế, đo các kiểu con này đều luôn. 230k các bác nhá. 230.000 cho con đồng hồ kìm như này. Đó, 230.000. Đó, rồi ok. Các bác nhá, hôm nay thì bên shop tiếp tục về cho các bác cái bộ nồi Đức 6 món nhá. Bộ nồi Đức 6 món, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Bộ nồi Đức 6 món, đế 5 lớp nhá, đế 5 lớp. Sản phẩm đầu tiên nó sẽ là một cái con đây, con nồi nhỏ nhất này. Vung của nó thì đều là kính cường lực hết nhá, vung kính cường lực hết đây các bác này. Đấy. Đế 5 lớp cực kỳ dày luôn, chữ in chìm này. Hàng của thương hiệu Beijing của Đức nhá. Đấy. Enbierzing của Đức các bác này. Đó, đây. Đế 5 lớp nhá. Đun được hầu hết các loại bếp luôn. Bếp ga, bếp từ, bếp hồng ngoại, bếp halogen đều đun được hết nhá. Đấy. Đế 5 lớp này, siêu dày luôn. Con này thì em sẽ tính theo lít nhá. Con này dung tích của nó sẽ là con này là nhỏ nhất đây. Nhỏ nhất thì con này dung tích của nó vào khoảng là 2 lít các bác này. Đấy, dung tích của nó vào khoảng 2 lít, con này nhỏ nhất này. Đấy. Thì con này nó cũng bằng với con quay lệch như này, bằng con quay lệch như này các bác này. Đấy. Dung tích của nó khoảng 2 lít này, 2 lít các bác nhá. Bằng với con quay lệch như này. Đấy, hai con này bằng nhau. Nó sẽ là một con quay bằng một con quay lệch nhá. Đấy. Dung tích khoảng 2 lít. Đấy. Bộ này thì bên em gửi tới các bác cái giá đó là 700.000 nhá, 700.000. Hàng này là hàng dễ vỡ, yêu cầu các bác cọc trước giúp cho em 200 thì bên em sẽ đi đơn nhá. Đó. Tiếp theo thì con này dung tích của nó sẽ là 3 lít này. Đấy, 3 lít nhá. Đó, đây. Con này thì nhỡ hơn một chút này. Con này nhỡ hơn một chút thì con này khoảng 3 lít này. Đấy, con này khoảng 3 lít các bác nhá. Đấy, nó vào khoảng là 3 lít như này. Đó, khá là dày dẫn chắc chắn quá, dày dẫn chắc chắn lắm luôn. Đó, 3 lít các bác nhá. Đấy, con này thì nó sẽ vào khoảng là 4 lít này. 4 lít các bác này. Đó, chữ này, chữ bên hông này. Đó, chữ bên hông rồi chữ khắc chìm ở đáy này. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, đế 5 lớp. Đấy, inox sáng bóng đẹp nhá. Quai mạ vàng nhá, quai mạ vàng chấm hết luôn đây con này. Đấy. Quai mạ vàng này, rất đẹp luôn. Đó. Kính của nó là kính cường lực nhá, quai mạ vàng hết các bác nhá. Quai mạ vàng hết này, siêu đẹp luôn. Cực kỳ dày dẫn chắc chắn các bác. Đấy, rất dày dẫn chắc chắn luôn. Đó, thì con này sẽ là 3 lít này. Đấy, 4 lít này. Và con to nhất này thì con này sẽ là 5 lít này. Đấy. Con này thì cỡ khoảng 5 6 lít gì đấy. Đây. Đấy. Các bác nhá. Đó. Đây là cái đây. Đây cái thương hiệu của nó này. Đấy. Hàng design in Germany bên này, hàng design in Germany. Đó, made in Germany nhá. Đó, Germany. Đây. Đấy, thông số của nó đây các bác này. Đế 5 lớp này, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó, đây. Cái vỏ hộp của nó này. Đây. Vỏ hộp của nó này. Đấy. Nó sẽ có cho các bác là dòng 2 lít mốt này,
2 lít 9 này, 3 lít 9 và 6 lít 6 nhá. Đây, tất cả các kích thước của nó đây các bạn này. Đấy, các kích thước của nó đây luôn. Đó. Con to nhỏ nhất là 2 lít 1 này, sau đó là đến con to nhất là 6 lít 6 này. Đấy, và cái chảo là 2 lít 1 các bạn nhá. Hàng của Đức Germany này. Germany đây. Đó. Khi em gửi cho các bác thì đựng trong một cái hộp như này. Đó, đựng trong một cái hộp như này. Đấy, đế 5 lớp, một cái bộ nồi 5 đáy cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Giá sẽ là 700.000 nhá, 700.000 cọc trước 200. Lên mã giúp cho em đó là bộ nồi Đức nhá, bộ nồi Đức. Bộ nồi Đức này, đó, bộ nồi Đức. Giá của nó sẽ là 700k nhá, 700.000 thôi. Và cọc trước cho em là 200, cọc 200k nhá. Như vậy là bộ nồi 7 món, 6 món nó có 700.000. Tính ra là các bác mua vào có 120.000 thôi, 120 mà nguyên tiền ship của em nó mất 50.000 rồi. Nói chung là các bác mua vào chỉ có mất 100.000 cho một món như này thôi. 100.000 cho một món như này thì nói chung là chả đi đâu mà mua được rẻ hơn đâu các bạn. Đấy. Một con chảo tráng đá này, chảo cực kỳ dày luôn. Chảo tráng đá chống dính cực kỳ dày luôn. Đấy. Tráng đá chống dính này, đó. Chảo tráng đá chống dính cực kỳ dày luôn. Như vậy là các bác mua giá bên em đã bao phí ship, chảo cũng có nắp luôn nhá. Chảo cũng có nắp luôn. Đó đây. Chảo của nó cũng có nắp như này các bạn này. Đấy. Chảo có nắp đầy đủ như này các bạn này. Đấy, chảo có nắp đầy đủ như này luôn. Đấy, như vậy là các bác mua là tính ra là vào chỉ có 600.000 thôi. Tiền ship của em nó cũng phải mất 570.000 rồi. 570.000 rồi nhá. Đấy, tiền ship mất 570.000, 70.000 tiền ship rồi. Đó, hàng nó rất là nặng. Hàng rất nặng nên mất khoảng 70.000 tiền ship. Như vậy là các bác mua vào nó chỉ còn là đi khoảng là 100.000 cho một món như này thôi. Quá rẻ luôn các nhá. Đấy, bao gồm cho các bác là hai cái nồi 2 lít này, hai cái nồi 2 lít này. Đó. Tiếp theo là đến một con này sẽ là con 2 lít 9 này. Đấy, 2 lít 9 rồi là 3 lít này. Con này 3 lít này. Đấy. Con này là 4 lít này. 4 lít này. Con này thì sẽ là 6 lít 6. 6 lít 6. Các bác có thể là luộc con gà to thoải mái luôn, con gà con vịt to thoải mái luôn nhá. Đó, nấu canh nấu riêu. Đó. Combo cho các bác 6 món như này. Giá sẽ là 700.000 cọc trước 200, 700.000 cọc trước 200. Rất hợp lý cho bác luôn. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em các bác nhé. Đó, đừng quên nhấn like, nhấn đăng ký kênh rồi cảm ơn các bác rất nhiều luôn. Các bác quay trở lại với số Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh yêu quý em thì cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Đấy, để cho video có thêm nhiều lượt tương tác và nhiều quý khán giả biết đến em nhiều hơn nhá. Yêu quý em thì đừng quên cho em xin một nút like nhá. Bác nào chưa đăng ký kênh thì nhấn đăng ký kênh. Đó. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái khăn tắm của Hàn Quốc nhá, khăn tắm của Hàn Quốc. Đấy, hàng của Korea Hàn Quốc. Chiều dài của nó là 1m4 và chiều rộng là 70cm. Đấy, rất là to luôn các bạn này. Đấy. Dài 1m4, rộng 70cm. Chất liệu của nó thì 100% là bông tự nhiên thấm hút nước rất là tốt luôn. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá đó là rất là ưu đãi luôn. Đấy. Giá của nó sẽ là 40k một chiếc nhá, 40k một cái. Bác nào mua 10 thì mua 10 chiếc thì bên em sẽ tặng một. Đấy, riêng cái khăn tắm này thì ưu đãi cho các bác đang vào cái mùa hè như này để các bác mang đi du lịch này hoặc đi công tác, đi học, đi làm đều ok hết nhá. Đấy, 40k. Bên em là khăn tắm Hàn Quốc 40k, mua 10 thì sẽ là cộng 1 nhá. Mua 10 tặng 1, 40.000 một chiếc này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái gối các bác nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là cái gối này bao tiền đấy? Cái gối này 60.000 à? Lên mã giúp cho em là gối lạnh nhá. Gối lạnh giá của nó sẽ là 100. Gối lạnh này 60.000 đúng không? 60k một chiếc thôi. Đấy, 60.000 cho một chiếc gối lạnh như này. Bên trong của nó thì chất liệu của nó là bằng bông nhá. Đấy, bên trong của nó thì là bằng bông này. Đấy, bằng bông tự nhiên này. Và bên ngoài của nó thì nó sẽ là một cái dạng là theo kiểu là vải lạnh như này. Vải lạnh như này thì khi các bác gối nó sẽ không bị nóng nhá. Đấy, giá thì chỉ có 60.000 cho một con gối lạnh như này thôi. Giá rất hợp lý cho bác luôn nhá. 60k cho một con gối lạnh như này. Chất liệu của nó thì bằng bông tự nhiên và bên ngoài thì nó sẽ là vải lạnh như này nhá. Vải lạnh như này khi các bác dùng rất là thích nhá. Đấy. Và các bác có thể bỏ ra để giặt giũ thoải mái luôn. Đấy, thấm hút mồ hôi tốt, dùng rất là thích nên cho em là gối lạnh, giá sẽ là 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đèn phễu nhá. Giá thì chỉ có 95.000 cho một con đèn phễu này thôi. 95k cho một con đèn phễu như này. Con này thì siêu sáng luôn và có cả cổng sạc ra cho điện thoại này. Có báo pin, có cổng sạc ra cho điện thoại luôn. Có cả quai đeo như này nhá. Quai đeo có cáp sạc đầy đủ quá này. Đấy. Rất sáng luôn các bác này. Đấy, rất sáng luôn. Pha mà ban ngày mà còn dọi này là các bác biết rồi. Đấy, rất sáng luôn. Lên mã giúp cho em là đèn phễu, giá thì chỉ có 95k cho con đèn phễu này thôi nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là đèn phễu, giá sẽ là 95k nhá. Đó, đèn phễu. Đèn phễu này. Đèn phễu giá của nó sẽ là 95k nhá. 95k cho con đèn phễu này.
Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ màu cầu vồng nhá. Các bác lên cho là màu cầu vồng. Bộ này của nó thì sẽ là 150 chi tiết. 150 chi tiết tất cả đầy đủ cho các bác luôn, combo như này. Kéo rồi nói chung là thước rồi các cái loại màu, màu sáp, màu bột, màu nước, màu trì như này. 150 chi tiết tất cả và giá thì chỉ có cho các bác là đi 100.000 nhá. 100.000 thì cái bộ màu cầu vồng như này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là màu cầu vồng nhá. Giá sẽ là 100.000. Màu bột, màu nước, màu sáp, màu trì tổng là 150 chi tiết luôn. 150 chi tiết tất cả luôn. Màu cầu vồng nhá. Màu cầu vồng. Giá sẽ là 100k tròn nhá, 100.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con át đảo chiều này. Đó, con này thì hàng nội địa của Nhật 63A nhá. Đấy, hàng của thương hiệu LV kép này. Đó, 63A, hàng nội địa của Nhật. Giá sẽ là 110.000 nhá, 110k cho một con át đảo chiều như này. 110.000, con này thì dùng rất tiện luôn. Nhà các bác dùng máy phát điện hoặc hai công tơ dùng con này cho em, cực kỳ chuẩn chỉ luôn. Đó, 63A điện tổng gia đình là thoải mái luôn nhá. Đó, 110.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái con át tổng của gia đình nhá. Đấy, con này thì cũng là hàng của thương hiệu Mitsubishi, nội địa của Nhật này. Đấy. Hàng này thì độ mới của nó còn khoảng là 90%, độ mới còn khoảng 90%. Rất là ngon luôn. Đấy. Có lễ cài lễ kiếc đàng hoàng nhá, có lễ cài lễ kiếc đàng hoàng. Đó. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 nhá, 180k cho một con át 40A như này. Át 40A hàng của thương hiệu Mitsubishi nhá. Át 40A Mitsubishi 180.000. Nè. Phương ơi, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái dây tắm nhá. Giá thì chỉ có 15k trong cái dây tắm như này thôi. Giá sẽ là 15k. Lên mã cho em là dây tắm 15.000 nhá. Ở đây thì nó sẽ là một mặt là dạng là núm núm như này và một mặt là sợi to như này, sợi cao như này. Để khi các bác xoa xuê thì là mình tắm thì kỳ cọ rất là tốt luôn. Silicon mềm nhá, có thể kéo giãn nhá. Các bác có thể kỳ lưng, kỳ chân, kỳ tay đều ok hết. Quay video đi. Đấy. À, kỳ lưng kỳ chân tay đều ok hết nhá. 15k trong chiếc này thôi. Lên cho em là dây tắm giá sẽ là 15.000 nhá. Tiếp theo là cái dây thít các bác này. Đây dây thít giá của nó sẽ là 25.000 cho một bịch nhá. 25.000 cho một bịch như này. Đấy 25.000 một bịch thì nó sẽ có cho các bác là dòng là 20 này. Đấy dài là 20 cm này, 25 và 30 cm. Đó 20 25 30. Giá đều là 25.000 một bịch này tất nhá. Đấy nếu mà hàng ngắn thì nó sẽ số lượng nhiều hơn vì nó sẽ là đồng cân. Là 250g hết, đều là 250g nhá. Đấy, dài ngắn đều 250g cho nên là giá bằng nhau. 25.000 cho một cái bịch dây thít như này, 25.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái xương khớp bọ cạp này. Lên mã giúp cho em đó là xương khớp bọ cạp nhá. Giá sẽ là 25.000 cho một cái hộp. 30.000 cho một hộp xương khớp bọ cạp như này nhá. Chuyên trị các bác mà bị đau nhức chân tay rồi cổ gối rồi sống lưng rồi nói chung là bị đau nhức nhá. Đấy, xương khớp bọ cạp giá sẽ là 30k cho một típ xương khớp bọ cạp như này. 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái dây điện vàng nhá, dây điện vàng. Một quận này của nó thì nó sẽ vào khoảng là 20 m. Một quận 20 m nhá và nó sẽ có ổ đúc chống va đập như này. Ổ đúc chống va đập có đèn báo nhá, hàng nội địa của Nhật đây. Made in Japan các bác này. Đó, hàng nội địa của Nhật made in Japan. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 160.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là dây điện vàng nhá. Giá sẽ là 160.000 cho một quận như này. Đấy và dây của nó là dây lõi đồng 1.5. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 160.000 nhá. 160k. Đấy dây 1.5 dài khoảng 20 m nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái máy sấy giày nhá. Máy sấy giày. Giá sẽ là 190.000. Đấy bác nào đi hay đi giày dép này. Đó mà hay sử dụng giày dép thì dùng con này cho em. Đó. Về nhà các bác chỉ việc là cắm điện thôi. Cắm điện vào này. Đấy mình nâng cái này lên này. Cắm điện vào sau đó thì các bác bật chế độ hiện giờ nhá. Đấy, sau đó thì 30 phút, 60 phút, 120 phút này và nó sẽ tự ngắt cho các bác luôn thì rất là tiện. Các bác có thể mang đi du lịch, đi học, đi làm, đi phượt này. Lên cho em là máy sấy giày nhá. Giá sẽ là 190.000 cho một con máy sấy giày như này. Các bác dùng con này thì cũng khá là tiện đấy để mình sấy giày, sấy dép rồi nói chung là quần áo cũng được. Nói chung là rất là ok thôi, hợp lý cho các bác sử dụng. Giá thì chỉ có cho các bác là một con máy sấy giày như này 190.000. Đấy, tiếp theo thì con bàn là đứng nhá. Bàn là đứng 370.000. Đấy, con này sẽ là con bàn là đứng này. 370.000 cho con bàn là đứng như này. Đấy thì con này các bác dùng cũng rất là tiện. Con này thì bàn là đứng hơi nước luôn. Ưu điểm của con này khi mà các bác sử dụng là không lo bị cháy quần áo tại vì là nó sẽ là sử dụng bằng hơi nước nhá. Và khi các bác dùng thì các bác chỉ cần nó dùng hơi nóng và hơi nước mà có cái đầu bàn chải đây. Có cái đầu bàn chải như này. Thì các bác lắp vào cho em này. Lắp vào sau đó thì mình bắt đầu vuốt như này là quần áo nó sẽ tự thẳng ra cho các bác nhá. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đây. Con này thì nó sẽ là 1.500W sử dụng điện 220V. Đó, đây, rất tiện ích luôn, các bác chỉ cần vuốt như này.
ưu điểm của con này khi mà các bác dùng thì không lo bị cháy quần áo nhá, và nó luôn ở cái trạng thái là cầm tay như này, khi nào các bác bỏ ra nó không như cái bàn là kia các bác để quên. Đây, cho nước vào đây cho em nhá, chiết nước vào đây cho em đó. Lên mã giúp cho em đó là bàn là đứng nhá, bàn là đứng giá sẽ là 370.000, bao ship tận nhà các bác luôn. Con này các bác dùng để đi du lịch thì thôi rồi luôn các bác. Đấy, mình dùng để đi du lịch này đấy, hoặc là đi đi du lịch, đi công tác, đi học, đi làm đều ok hết nhá, rất là nhỏ gọn luôn. Đấy, 370.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái con một cái con bàn là khác, đó là con bàn là bàn là du lịch này. Có lên cho là bàn là mini, bàn là mini nhá. Con này thì nó sẽ là thuộc bàn là nằm như này. Con này thì cũng rất là tiện luôn. Đấy, các bác có thể dùng để mình đi mang đi du lịch, con này thì rất là tiện, nhỏ gọn, để mình là quần là áo đi du lịch thì các bác nên mang đi. Đấy, nó rất là tiện. Đấy, rất là tiện luôn các bạn. Đấy, đi du lịch thì em mang con này đi cho em. Đó đây. Đấy, nó rất là nhỏ gọn quá, nhỏ gọn lắm, nó chỉ trong lòng bàn tay này thôi. Đây. Đấy, nó chỉ trong lòng bàn tay này thôi các bạn. Đấy, nhỏ gọn luôn, rất là tiện nhá. Có điều chỉnh nhiệt độ này, mâm của nó rất là dày, nóng rất là nhanh và có hơi nước nhá. Nói chung là đầy đủ luôn. Nói chung là đầy đủ như một con bàn là xịn luôn. Đấy, như một con bàn là cao cấp ở bình thường luôn. Đó, và con này thì nó rất là nhỏ gọn, các bác có thể gấp gọn như này, mang đi du lịch, đi học, đi làm, đi phượt đều ok hết, hoặc là các bác để ở phòng trọ một chiếc, nói chung là mang đi đâu cũng được, nó rất là tiện, nó nhỏ gọn này thì mình có thể mang đi nhiều nơi được, nó rất là tiện luôn. Lên cho em là bàn là mini 130.000 nhá, 130.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái tẩy xanh chuyên để tẩy xoong nồi rồi đánh bóng ô tô các thứ nhá. Giá sẽ là 25k cho một cái hộp tẩy xanh như này. Tẩy xoong nồi rồi đánh bóng rồi các bác làm các công việc đều ok hết nhá. Giá thì sẽ là 25.000 cho một cái hộp tẩy xanh như này. Đó, 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ bấm móng màu xanh như này nhá. Giá sẽ là 100k. 100k thì cái bộ móng xanh như này. Lên cho là bộ móng xanh 100.000. Bộ này thì khá là nhiều chi tiết luôn để các bác có thể sử dụng mình vệ sinh móng chân, móng tay này, rồi làm móng này. Đấy. Kỳ cọ rửa, rồi nói chung là nạo gót chân, rồi nặn mụn tẩy da chết. Đây, rất nhiều chi tiết luôn, nó tới vài chục chi tiết như này. Đấy. Có nặn mụn rồi có 4 cái bấm móng này, 1 2 3 này. 4 cái bấm móng này, cắt khóe rồi mài gót chân, nói chung là đầy đủ như này. Giá thì chỉ có 100 cành thôi. 100 cành nhá. Đấy. 100 cành, lên mã giúp em là bộ ví xanh nhá. Ví xanh giá sẽ là 100.000. Đó, 100.000 cho một con ví xanh như này. Đó. Rất là tiện ích cho các bác. Rồi ok. Chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kèm theo còn bị ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái hộp thìa Đức nhá. Một hộp này của nó thì 5 chiếc, hàng bằng inox 304 sáng bóng đẹp. Con này thì các bác có thể dùng ăn bún, ăn phở, ăn cơm, ăn cháo, nói chung là ăn đa di năng là hết. Giá thì chỉ có cho các bác là 55.000 thôi. 55.000 cho một hộp mà bao gồm là 5 chiếc, hộp 5 chiếc này. Lên mã giúp cho em đó là hộp thìa Đức nhá. Hộp thìa Đức hộp 5 cái như này. Và giá thì sẽ là 55k hộp thìa Đức. Các bác lên cho em là thìa Đức nhá. Lên cho em là hộp thìa Đức. Hộp thìa Đức 55k. 55k cho hộp thìa Đức nhá. Đó. Tiếp theo thì hỏi cho anh đi tăm bông bao tiền. Bên shop về cho các bác cái bao nhiêu? Hỏi xem nào. Bên shop về cho các bác cái tăm bông ngoái tài nhá. Đấy, cái chất liệu của nó thì bằng bông tự nhiên này, bằng bông tự nhiên, bông tinh đã tẩy trùng nhá, đã sát trùng. Đó, và đây thì nó sẽ là cái này, nó sẽ là bằng gỗ này, để mình dùng nó rất là chắc nhá, bằng gỗ. Giá thì một hộp này của nó thì sẽ là 100 chiếc như này. Một hộp của nó là 100 cái nhá. Đó. Một hộp là 100 cái như này. Và cái giá thì bên shop sẽ gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em đó là tăm bông nhá. Bao nhiêu? Đây nó sẽ là một cái mã bên em bán chiên thanh lý cho bác, giá cực tốt luôn. 10k nhá. 10k, không phải một gói mà 10k trên 3 gói luôn nhá. 3 gói. 10.000 3 gói tăm bông như này. Mỗi hộp này 100 chiếc các bác dùng để khi mình tắm xong, hoặc bác nào dãi tay ướt thì mình dùng mình vệ sinh. 10.000 3 gói các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái giá xay điện thoại nhá. Đấy. Giá của nó sẽ là 40.000 à. 40.000 trong con giá xay điện thoại như này. Chất liệu của nó thì bằng hợp kim nhá, bằng hợp kim. Đấy, và nó có thể xoay 360 độ này. Đấy, xoay 360 độ được luôn. Rất là tiện ích. Điện thoại to, điện thoại nhỏ, điện thoại lớn bé đều để được hết nhá. iPad, iPad để được hết luôn. Tùy theo các bác có thể tùy chỉnh này. Đó. Xoay 360 độ này.
Đó, để đứng để nằm đều ok hết đây các bạn này. Rất là ngon luôn. Đó, rất là ngon luôn. Để vào theo. Đó, đây. Đấy, thoải mái luôn các bạn nhá. Đó. Xoay đi xoay lại thoải mái luôn. Đó, đây. Bên mã giúp cho em đó là giá xay điện thoại nhá. Đấy, con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chất liệu bằng hợp kim, hàng bền đẹp chắc chắn 40k cho một con giá xay điện thoại như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái con nguồn 12V nhá. Đấy, con này nó sẽ là con nguồn 400W này, 12V. Đấy, nguồn 400W 12V đây. Đấy thì 400W 12V như này. Về nhà thì con này các bác chuyên dùng để mình sử dụng cho các cái dòng thiết bị 12V cho em. Đó. Các bác có thể dùng cho đèn LED này hoặc là đa di năng được luôn. Đấy, lên cho em là nguồn 12V, giá sẽ là 150.000 nhá. Nguồn 12V này, đấy. Và các bác lên cho em là nguồn LED 12V. Nguồn LED này. Nguồn LED 12V giá sẽ là 150k nhá. 150.000 cho một con nguồn LED 12V như này. Đấy, các bác dùng cho bóng LED rồi cho các thiết bị đều ok hết, nguồn LED 12V. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái túi viên giặt xả nhá. Cái này nó sẽ là combo cho các bác. Cái này bao nhiêu? 55.000 cho một túi như này, bao gồm từ 30 đến 40 viên. Đấy. Thì nó là combo cho các bác luôn. Nó sẽ có sẵn là cái này đóng gói. Đóng gói đây rồi. Nó có sẵn đầy đủ cho các bác các loại viên giặt xả đây luôn. Đây con này. Đó. Một bịch này của một gói này bé của nó sẽ có 5 loại như này. Đấy, 5 chất như này giúp cho các bác là tẩy rửa giặt. Đó. Nói chung là một hộp này của nó thì sẽ là từ 30-40 viên. Đó, và giá thì sẽ là 55k. Đấy, 55k. Khi các bác giặt quần áo thì rất là tiện, mình chỉ cần lấy một viên như này mình bỏ vào là xong. Nó rất là tiện luôn, 55.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái phớt trần nhá. Chổi lông phớt trần. Đấy, nó rất là tiện ích như này. Về nhà các bác chỉ cần xoáy vào đây cho em này. Xoáy vào đây cho em. Đó. Nó sẽ là một cái dòng chổi lông rất là tiện luôn. Các bác dùng để mình phớt trần rồi dọn dẹp vệ sinh. Đấy, cái này của nó là nó sẽ là bằng lông nó xù như này. Đó, thì nó sẽ giúp cho các bác là vệ sinh rất là tốt luôn. Đó, và có thể ngót nghéo được nhá. Ngót nghéo được như này. Cũng rất là tiện luôn. Và kéo dài ra của nó thì nó sẽ là trên 2 mét các bạn. Đấy. Kéo dài ra thì trên 2 mét như này. Đó, kéo dài ra là trên 2 mét. Các bác có thể dùng để mình phớt trần rồi nói chung là màng nhện màng nhiếc rất là ok luôn. Nó nhỏ gọn, tiện ích lắm. Giá thì rất hợp lý cho các bác thôi. Lên mã giúp cho em đó là chổi lông phớt trần nhá. Chổi lông phớt trần. Giá thì chỉ có 55.000 cho một cái bộ chổi lông phớt trần này thôi. 55.000 bao gồm cả chổi cả lông, cả một cái gậy như này các bác, cả cái gậy rút ra rút vào, siêu tiện ích luôn. Mà giá chỉ có 55k thôi. Giá này giá khá là hời và hợp lý để cho các bác mua về mình sử dụng trong gia đình nhà mình nhé. Chổi lông phớt trần 55k, 55k cho chổi lông phớt trần. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bà già này là cái gì nhỉ? Hả? Cái này nó sẽ là cái thuốc trị hắc lào nhá. Đấy, bác nào chuyên bị long ben hắc lào thì dùng cái này cho em. Giá sẽ là 20k cho một típ như này. Đấy. 20k cho một típ này thôi, giá cực tốt cho bác luôn. 20k cho một típ này. Long ben hắc lào nấm ngứa. Đấy. Long ben hắc lào nấm ngứa đều dùng được hết nhá. Giá sẽ là 20.000 cho một típ này các bạn này. 20.000 cho một típ như này. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. 20.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mẫu đồng hồ ấy à. Chắc là bà ấy xem bà để đấy thôi nguyên trạng. Đồng hồ đá quý nhá, đồng hồ đá quý như này. À, đây nó sẽ là một cái viên đá xoay được như này các bác này. Đó. Một viên đá xoay được như này. Và các bác mở nắp ra để xem này. Đó, mở nắp ra để xem. Đây. Rất đẹp luôn. Đó. Đây, đậy vào này. Đấy, có dây đeo như này nhá. Có cho các bác là màu vàng rất là đẹp luôn. Màu vàng rất là đẹp như này. Giá sẽ là 60k nhá. 60.000 cho một con đồng hồ đá quý như này. Lên cho em là đồng hồ đá quý có cả dây đeo như này. Mở nắp ra này. Các bác có thể đeo vào xong bỏ vào túi này. Sang xịn mịn luôn. Để xem giờ nhá. Đó, rất ngon luôn. Giá chỉ có 60k thôi. Đây các bác này. Đó. Rất đẹp luôn nhá. Phong thủy luôn. Đồng hồ đá quý. Giá sẽ là 60k. 60k cho em đồng hồ đá quý như này các bác nhá. Tiếp theo thì
bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái massage các bác nhá. Đây. Súng thư giãn, một bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một súng và bốn đầu, một súng bốn đầu như này nhá. Đó, đầu to, đầu nhỏ, đầu các loại kiểu đầu luôn. Khi sử dụng các bác nhấn lì này cho em. Đó. Và rất là nhiều cấp độ này. Con này cực kỳ kinh luôn. Dùng massage cực mạnh luôn, 170.000. Các bác có thể massage tay, chân, cổ, vai, gáy. Nói chung là các bác cho vào động. Đấy, dùng để thư giãn rất là tốt luôn. Các bác nên mua để tặng cho các cụ già nhà mình nhé. Súng thư giãn 170k. Lên cho em là súng thư giãn 170.000 nhé. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã đó là cái thuốc trị các bác bị trĩ. Đấy. Trĩ nội, trĩ ngoại, co bối trĩ, xa bối trĩ. Bôi cho em, khỏi hết các bác nhá. Đấy. Chuyên trị trĩ nội, trĩ ngoại này. Co bối trĩ, xa bối trĩ bôi được hết các bác nhá. Đây. Một tip này của nó thì sẽ là 60.000 à? 30.000 thôi. Giá chỉ có 30.000 cho một tip thuốc trĩ này thôi. Giá của nó sẽ là 30k nhá. 30k. Các bác lên cho em là thuốc bôi trĩ 30.000. Đấy, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng luôn. Bôi vào là co bối trĩ luôn các bác nhá. Nó rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái hạc bằng đồng này các bác. Đấy, một con hạc bằng đồng như này. Các bác lên cho em là hạc đồng nhá. Đấy, một con hạc bằng đồng rất là đẹp như này. Đây. Đấy, con hạc bằng đồng rất là đẹp luôn. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là cả một cái lư như này luôn. Cả một cái lư để các bác đeo vào như này. Đấy. Về nhà thì các bác bỏ nhang vào đây cho em nhá. Bỏ nhang vào đây. Bỏ nhang vào đây, sau đó thì mình gài nó lại. Đây nó có cái lẫy, các bác gài lại này. Đấy, gài lại, sau đó thì mình đeo lên mỏ nó như này. Đây, mỏ nó đúng như này luôn. Đó. Đây, rất đẹp các bác nhá, rất đẹp luôn. Đấy, thì con hạc đồng này thì bên shop bán cho bác với giá là 70.000 nhá. 70.000 cho một con hạc đồng như này. Các bác lên cho em là hạc đồng. Giá của nó sẽ là 70k nhá, hạc đồng 70k. Đấy. Còn bên shop có bán cả cái nhang hạc này luôn, cũng hàng của Nhật cực kỳ cao cấp nhá. Giá sẽ là 60.000 cho một cái hộp nhang hạc như này. 60.000 nhá. Đấy, 60.000 cho một hộp nhang hạc như này các bác này. Đó, đây. Đấy, có sẵn cả hạc cả nhang này, về nhà các bác chỉ việc đốt thôi, rất tiện luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái rổ vuông nhá. Đây. Đây nó sẽ là cái rổ vuông như này. Đây. Một bộ bao gồm là 3 đôi như này, giá thì chỉ có 90.000 thôi. 90.000 cho 3 đôi rổ như này nhá. Combo cho các bác sẽ là cả rổ và chậu luôn. Đấy, cứ một đôi là sẽ là một rổ một chậu như này. Hàng nhựa Việt Nhật cực kỳ cao cấp luôn này các bác này. Đấy. Nhựa Việt Nhật các bác này. Nhựa Việt Nhật, nhựa tinh, dùng rất an toàn luôn. Đấy. Lên cho em là rổ vuông, giá sẽ là 90k nhá. 90k cho cái bộ rổ vuông như này. Rổ vuông Việt Nhật giá 90.000. Cái này là dây gì đấy? Lên mã giúp cho em đó là bên shop về cho các bác cái giá sản phẩm đó là cái giày dàn di nhá. Bỏ tranh cả cái giày kia mà tôi rồi đấy. Giày dàn di giá sẽ là 140.000 nhá. 140.000 cho cái giày dàn di như này. Đấy. Con này thì kích thước của nó sẽ là từ 39 đến 42 nhá. Đấy, chất liệu của nó bằng cao su non này. Siêu mềm luôn, các bác đi rất là mềm luôn. Con này thì các bác có thể đi hàng ngày này, lao động này, tập thể dục thể thao này. Đấy, đi chơi, đi làm, đi học, nói chung là đi động được, đều ok hết nhá. Tập thể thao nói chung là đều được hết. Lên cho em là giày dàn di à? Giày dàn di, giá sẽ là 140.000 cho đôi giày dàn di như này. Ngoài ra thì bên shop có cái đôi giày lính Mỹ này. Thì nó sẽ cao cấp hơn một chút nhá. Đó. Hàng này nó sẽ là hàng cao cấp rồi. Hàng này thì nó khỏi phải bàn rồi. Đây. Chất liệu thì nó cũng tương đương như nhau. Nhưng mà nói về cái độ máy may đo rồi thiết kế. Đấy, nó sẽ đẹp hơn, tinh xảo hơn. Đấy. Con này thì đế của nó sẽ là cao su mềm. Đấy, con này thì nó sẽ là dòng cao su cứng hơn một chút. Nhưng mà đế của nó thì cũng rất là mềm con này. Đấy, đế của nó rất là mềm. Đấy. Thì con này thì nó là dòng cao cấp. Giá sẽ là... Các bác lên cho em là giày lính Mỹ nhá. Đây. Đấy, USA này, Army USA. Lên cho em là giày lính Mỹ. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 390.000 cho một đôi giày lính Mỹ như này nhá. Đấy. Cỡ của nó thì cũng có từ 39 đến 42 nhá, từ 39 đến 42. Đấy, lên cho em là giày lính Mỹ. Giá sẽ là 390.000 nhá, 390k. Đó, 390.000 cho đôi giày lính Mỹ như này. Tiếp theo thì
bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ, đồng hồ này là La Mã, đồng hồ cơ La Mã nhá, rất là đẹp luôn. Đây, giá bao nhiêu đấy? Hả? 470.000 cho một con đồng hồ cơ La Mã như này. Đó, lên mã giúp cho em đó là đồng hồ cơ La Mã, giá sẽ là 470k. Đó, rất là đẹp luôn. Cơ này thì các bác lưu ý cho em là phải đeo thì nó mới chạy nhá. Đeo thì nó mới chạy. Đấy, tức là có chuyển động nó mới chạy các bạn. Rất đẹp luôn. Đó, đồng hồ cơ La Mã rất là đẹp luôn nhá. Đó, giá của nó sẽ là 470.000. Chụp hình gửi lên. Ôi, chụp hình gửi. Giá của nó sẽ là 470.000 nhá. Lên mã tiếp theo là đồng hồ cơ La Mã, giá sẽ là 470.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái ví da bò này. Đấy, ví da bò. Ví da bò này sẽ là 120.000 nhá. Hả? À, ví thanh lý à? Đấy. Lên mã giúp cho em đó là ví thanh lý nhá. Ví thanh lý này là bao nhiêu? 40k trên một con ví da bò thanh lý như này. Chất liệu của nó là da bò tự nhiên. Và bên em bán thanh lý cho các bác, giá chỉ có 40.000 một chiếc thôi. 40.000 một chiếc các bác nhá. Đấy. Ngoài ra thì bên em cũng có cái mã thắt lưng, cũng là thắt lưng da bò. Thắt lưng này bao nhiêu? Thắt lưng da bò nhá, giá thanh lý cho các bác, giá cực tốt luôn. Một con thắt lưng da bò như này, giá thanh lý cho các bác chỉ có 65.000 thôi. 65.000 cho một chiếc thắt lưng da bò như này. Hàng da bò tự nhiên cực kỳ cao cấp, về nhà các bác test đốt điếc thoải mái cho em luôn. Đấy, da bò tự nhiên cao cấp nhá. Giá thì sẽ là thanh lý cho các bác, giá cực tốt luôn. Đấy, chỉ có cho các bác là 65.000 cho một con thắt lưng da bò như này thôi. Đấy, nếu các bác nào lấy combo, đấy, combo cả ví cả thắt lưng thì giá sẽ là 100k nhá. 100k cho hai món này. Đấy, các bác lên cho em là ví này cộng với lại thắt lưng này, ví thắt lưng thanh lý nhá. Đấy, ví thắt lưng thanh lý giá sẽ là 100.000. Đấy, còn nếu mà mua nguyên ví thì là 40.000, mua thắt lưng thì sẽ là 65k nhá, 65.000. Rồi, ok.